Thưa thầy, con tham quá, thầy có pháp nào chỉ con? Tham là một pháp, bố thí đi, bớt tham, sống biết đủ đi, bớt tham. Đó là pháp đối lại cái tham. Thưa thầy, con sân quá, quán vô thường đi, sống nay chết mai, giận chi chống già, buồn nhau để chi, giận chi chống già, cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi, ta cười tươi, ôi thật vui. Pháp vương là vậy đó. Thế gian có pháp gì, mình có pháp đó. Thế gian có món ăn nào, thức ăn chay có món đó, đúng không? Nhưng mà mình kêu, thí dụ như người ta có bún bò Huế, mình kêu bún Huế thôi. Không có món gì không có. Đức Phật được gọi là pháp vương, vì thế gian có những cái pháp bất thiện, Phật pháp có cái pháp thiện để chuyển hóa. Người ta có bệnh gì, Phật pháp có thuốc nấy. Cho nên chúng ta thường gọi chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Cho nên ngày nào chúng ta còn hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp, không có mạt pháp, không có mắc cái gì phải sợ chục hai, chục ba, chục bốn đã. Trời đất ơi, đi đám cưới mà đếm nha, sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, lão, bệnh, tử, ba đứa bỏ ra, thằng con mình nó lựa ông bầy bạn, nó tới bưng mâm, nó để má ra đếm con. Đứa đầu là sanh, dữ, bệnh, tử, bỏ ra. Lát nó nói vậy ai bưng? Bởi vì tứ sanh lão bệnh tử, giữ có đứa sanh à, bỏ chữ lão, bỏ đứa bệnh, bỏ đứa tử, mà nó bưng có 10 quả à. Quý vị hiểu yếu là nó Phật tử không có cái chuyện đó. Thắp cây nhang mà nó cong trội linh quá, làm như Phật rảnh lắm vậy đó. Phật ngồi, Phật ngồi đó nghe mình than xong cho nhang cong. Mình muốn nói Phật linh cứ linh, mà Phật nói, tôi không biết mấy vụ này. Cho nên mình là Phật tử, thí dụ thôi, thí dụ bây giờ mình thắp cây hương mà có cái hiện tượng gì, tự tâm biết thôi, đừng quảng cáo, tại cái đó không phải là cái mục đích của đạo Phật. Mục đích đạo Phật không phải nói nhan công nhan thẳng. Mục đích của đạo Phật là làm sao tâm tư mình được giải thoát những cái chấp trước của thế gian, sống cuộc đời an lạc ngay trong kiếp này, sống an lạc, chết sẽ an lạc. Cho nên niết bàn sẽ có nếu đời sống chúng ta bỏ được những cái chấp trước đó. Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ mạt pháp không? Mạt pháp không mạt nếu chúng ta hiểu chánh pháp. Thưa thầy, con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy giải thích cho con hiểu tại sao Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù lại để cùng với tượng Phật Thích Ca, còn Quan Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát lại đi cùng với Di Đà. Tại hai người này hai phe, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí một phe, phe này ở phương Tây, Văn Thù, Phổ Hiền, Thích Ca một phe, phe ở cõi Ta Bà. Tu hành cũng có phe đó, thấy không? Thưa đại chúng, trong kinh có câu á, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì, một Phật ra đời, ngàn Phật phò trợ, đúng không? Hôm nay nè, một người kêu gọi khóa tu, ngàn Phật tới hộ trì. Em không có nói em mà nha, em nói thầy Quảng Hiếu. Mình làm việc gì mà có người ủng hộ, mình yên tâm làm hơn. Phật Di Đà ngày xưa
Ngài là một ông vua. Ngài phát nguyện: tôi nguyện đem tất cả công đức tu tập tạo cảnh giới thanh tịnh an lành để đưa những chúng sanh khổ não mà họ cầu về cảnh an lành về đó. Có hai người con trai, hai người con trai đó đứng lên phát nguyện: Daddy ở đâu, con xin ở đó. Và xin phò trợ cho Daddy. Cho nên Phật Di Đà là cha, Quan Âm Thế Chí là hai thái tử con của Ngài. Chuyện này thiệt, em không biết. Kinh nói sao em nói vậy. Kinh Bi Hoa có kể chuyện đó. Đức Phật Di Đà có bốn người con trai: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí. Đó là bốn người con trai của Ngài khi Ngài chưa thành Phật. Cho nên có cái bài sám Di Đà đó: Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Bạn là Bảo Hải, tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Hai ông này là bạn. Di Thích, bạn là Bảo Hải, Bảo Hải tức là Phật Thích Ca. Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Như vậy thì một người mà phát nguyện làm lành phải có người phò trợ. Đó là mình nói theo cái lý, nghĩa là cái thông thường cho chúng sanh. Còn mình nói theo cái thâm sâu đạo lý. Phật Thích Ca biểu tượng cho tinh tấn. Quý vị thấy sự tinh tấn của Đức Phật không? Bỏ, nếu hiện đời này Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Cho nên Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn. Còn Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho việc làm, là hành động. Cho nên sự tinh tấn này không thể thiếu hai phần: trí tuệ và hành động. Nếu thiếu trí tuệ thì sự tinh tấn không liên tục, thiếu trí tuệ thì hành động không liên tục. Cho nên hai người này phò tinh tấn, trí tuệ và việc làm giúp cho sự tinh tấn kiên trì mãi mãi. Mình biết tu sẽ có kết quả, cho nên giờ có cực một chút ráng tu. Cái này Phật gọi là trước khổ sau vui. Còn không chịu tu, trước vui sau khổ. Còn bê bát nữa, trước khổ sau khổ. Còn tu giỏi nữa, trước vui sau vui. Cho nên Phật Thích Ca là tinh tấn, Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện. Nếu không có hai cái năng lực này phò trợ, sự tinh tấn không kiên trì. Cho nên người nào muốn tu tinh tấn là người đó phải đủ năng lực nhận biết. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống Ta Bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Vậy quý vị hiểu không? Thì Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù, Đức Thích Ca, chúng ta thường gọi là Ta Bà Tam Thánh. Ba vị thánh ở cõi Ta Bà. Còn nói theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mai mốt quý vị đi tới mấy cái chùa cổ đó, chùa nào mà rộng lớn, người ta xây cái điện thờ ba vị, ở ngoài trước ta để bốn chữ Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mặc dù người ta đóng cửa, mình vẫn biết, đi ngang điện này biết trong này có ba vị nè: Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát. Ta Bà Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực. Từ bi mà không có dũng mãnh thì từ bi dễ bị dọa, dễ bị thối lui. Trong kinh Phật có kể câu chuyện, Phật nói có một đoàn quân sắp sửa ra trận.
Có một tên lính chạy vô: bẩm đại vương, ngoài biên thùy 10.000 binh giặc. Đại vương cẩn thận, kẻo nơi này sẽ không còn gì. Ông vua nghe nói ở bên kia có 10.000 binh lính, kêu binh lui, không dám đánh nữa. Đức Phật nói người tu mình không khéo cũng vậy đó. Mình đi chùa mình tu, thí dụ thôi, mình tới cái chùa đó mình làm công quả đi, cái có người nói: trời ơi, bà dám vô chùa đó công quả hả, bà chằn không á? Không dám đi. Mình sắp sửa lâm trận, tự nhiên nghe dọ cái thụt lui. Người nào mà tiến bước thì người đó có trí tuệ của Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ đó có ba bậc: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là mình nói nghe thôi, nói kinh điển rồi nghe, đó là văn tự. Nhưng nếu chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta không tư duy thì thiếu cái phần đó, gọi là không có quán chiếu. Cho nên người mà người nào thật chứng được là người đó có tư duy, có lắng nghe, có tư duy, cho nên người đó thật chứng. Thế cũng như vậy, sự thanh tịnh của chúng ta nếu không đủ dũng mãnh, mình sẽ bị người khác làm náo động, xáo trộn, không còn đủ sự thanh tịnh để tiến tu. Mình làm việc thiện mà nghe người ta nói tới nói lui, lát mình có thể bỏ việc thiện đó. Cho nên từ bi phải có thêm chút năng lực của thế chí là dũng lực, phò trợ Đức Di Đà. Vậy thì ba cái vị đứng đó là biểu tượng của hạnh tu. Và xin thưa đại chúng là tất cả Phật Bồ Tát đều có biểu tượng cho pháp môn tu hết. Thí dụ như tượng Phật ngồi cười hoan hỷ, chúng ta thường gọi là Bồ Tát Di Lặc, hay là Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ. Sao để cái bụng ngày to chi vậy? Bụng to đó không phải giống như mình ăn nhiều nó phát ách, mà cái bụng đó thường được người xưa ca ngợi như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng to chứa nhiều, chứa những điều người đời khó chứa. Lòng từ bi hay xả bỏ, xả những điều chúng sanh khó xả. Cho nên cái bụng to và nụ cười của Ngài biểu tượng cho xả và chứa. Chứa những điều mà người đời khó chứa, cười những điều mà người đời khó cười. Trời ơi, sao nó nói móc chị mà chị vẫn cười vậy? Rồi nó mới có móc mà, chưa chết, mắt chị khổ. Hiểu ý không? Nụ cười là tượng trưng cho xả, mà cái bụng bự là tượng trưng cho chứa. Mà người đời mình cười không nổi khi mình chưa xả, bệnh hoài là do mình chứa nhiều. Cho nên lễ Đức Phật Di Lặc á, lại Ngài đó, mà cứ lấy cái tay rờ cái bụng của Ngài mà mình không có nghĩ chuyện khác đâu. Rờ chi biết không? Có tiền, có tiền, có tiền. Tưởng cái bụng ổng bụng tiền. Cho nên Phật nào cũng bị quẹt. Quan Âm rờ: phù hộ con Quan Âm ơi, con bệnh quá Quan Âm ơi. Ông nói: mi rửa tay chưa? Nhất là cái lúc này á nghe. Vậy quý vị hiểu bộ ba không? Kính thưa Thầy, cho con hỏi làm sao để chuyển nghiệp. Cuộc đời mình không như ý có phải nghiệp từ kiếp trước? Nhưng con thấy có người sống tốt nhưng cuối đời họ vẫn hiểm nghèo, vợ con từ bỏ, không người thân đến thăm, không người thân bên cạnh. Gieo nhân nào hoặc gặt quả nấy, nhưng con thấy thực tế không như vậy. Kiếp này có dính tới kiếp trước, or kiếp trước
sao hay không? Đời này mình làm thiện á, mình mới làm đời này à. Thưa đại chúng, nhân quả là ba đời. Có những cái nhân nó trổ bây giờ, cái đó gọi là hiện báo. Có những cái nhân nó phải sau này nó mới trổ, gọi là hậu báo. Ví dụ mình trồng cái ớt hồi tháng 3, tháng 6, tháng 7 có trái. Nhưng mình trồng cây cam, cây quýt, cây bưởi phải 3 năm mới có trái. Vậy thì có những cái nhân không phải mình gieo đời này mà liền có quả. Nhưng mình nếu mình tin rằng đời có nhân quả thì đừng có, mình cứ tin tưởng cái đó rồi cứ tiếp tục gieo nhân thiện. Mặc dù đời này mình thường gặp quả bất thiện, nhưng mình biết rằng những cái quả nào không lành đó là quả mình trồng ở trước. Còn như mà mình thối tâm thối chí vì mình thấy mình làm thiện mà sao không thấy điều thiện, thì mình bỏ điều thiện, thì đời quá khứ bất thiện, đời hiện tại bất thiện, thì quả quả nó dồn. Có nhiều người á, bầm một số ớt dồn trong trái ớt, thành thử ra cái đó gọi là gì? Khổ khổ. Đời đã khổ rồi còn lại hiềm khích lẫn nhau, nói xấu nói tốt nhau, cái đó gọi là khổ khổ đó. Còn thân này vốn đã bất tịnh rồi mà còn nay đau mai bệnh, khổ khổ. Mình nói có nhất sao là đã thất bổn rồi, chưa kịp tới tam sao nữa. Người ta thường nói tam sao thất bổn đó, ba lần sao chép là mất đi cái gốc. Nhưng mà đời này người ta lãng tai, nhất sao là thất bổn. Bà kia đi chợ về, nói trời nãy tôi đi chợ tôi gặp cái ông đóng cán chết con vịt, vô tới giữa xóm cái chát hết bầy vịt, tới cuối xóm nguyên đàn vịt. Trời ơi nghe vịt chết quá chạy ra kiếm vịt, không có gì hết, kêu đúng là tinh vịt. Rốt cuộc không có con vịt nào. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, thì mới vừa xuống phi trường thì thầy trụ trì ông ra ông đón, cái ông rủ đi thăm bệnh. Nó có một Phật tử bệnh nặng đi thăm, thầy mới gọi về chùa, thầy nói quý Phật tử ở nhà đừng có chờ nghe, thầy với thôi thầy Pháp Hòa đi bệnh viện chậm hết. Trời ơi ở nhà đồn lên thầy Pháp Hòa vừa xuống vô bệnh viện rồi. Hồi nãy có anh Phật tử anh đứng ở chụp hình, anh đứng cho mấy bác, cái anh gặp có con cô tóc xùi xùi, anh ấy dán tóc lên mà anh không có ai. Em nghe em nhột chứ, em có hỏi ngược anh, hỏi anh nói ai, thôi kệ mình cũng vuốt cái hết. Vui không? Ăn cơm đi gì, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Chùa vui lắm. Có một Phật tử vô chùa hỏi một sư cô, mà cô này cổ người miền Tây cho nên cổ không biết nói chữ EG. Cổ nói sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Con nhớ năm ngoái cô có trồng bầu, trồng cây bầu. Vậy năm nay cô có trái bầu không? Mà cổ hỏi ngắn gọn vậy đó. Sư cô có bầu không? Con nhớ sư cô có chồng mà. Cổ đỏ mặt rồi. Hôm sau cũng cô này tiếp, cổ cầm một cái cây bầu, cô vô cô hỏi sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy ạ. À?
Cô hỏi sư cô là sư cô có trồng cây bầu này không? Không lấy con lấy về con trồng. Mà cô hỏi gọn vậy đó, cô cầm cây bầu gọi sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy à. Bữa nào mình phải làm một cái collection những câu chuyện xảy ra trong nhà chùa đó. Nam mô Di Đà Phật, con kính xin thầy giúp con cách nào cho các con của con được trí tuệ sáng suốt. Mặc dầu các con của con theo đạo Phật nhưng không chịu học theo giáo lý Phật pháp và hay cằn nhằn than phiền con. Họ có trí tuệ đó, họ mới biết mình phiền họ than. Thưa, có nhiều khi mình nghĩ là con cái mình phải biết cái mà chúng ta gọi là Phật pháp, ví dụ như biết tam bảo, biết tứ đế, rồi vậy mình kêu là biết Phật pháp. Nhưng bây giờ bác nghĩ đơn giản thôi, có thể con mình không có hiểu Phật pháp một cách rành rỗi chữ nghĩa, nhưng con mình đã sống đúng theo tiêu chuẩn của đạo Phật. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, cứu giúp mọi người. Có nhiều khi người ta không cần nói Phật pháp mà người ta sống rất Phật pháp. Người có trí người ta sống vậy thôi, ta không cần nói nhiều. Cho nên bác để ý lại cái đó có phải không? Và không phải tính sao. Con là Phật tử, ở nhà chỉ nghe pháp của thầy trên YouTube, kinh đọc hoài mà không thuộc. Hôm nay được diện kiến thầy thật là phước báo vô biên. Kính thầy giúp con đọc kinh ngắn gọn trước khi ăn. Vậy mỗi lần ăn gọi em, em đọc cho ăn. Em cũng rảnh lắm ạ. Ý muốn học bài kinh đọc kinh á, cậu ai cho kinh ăn cơm phải không? Thật sự ra không có kinh gì kinh ăn cơm hết á. Nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta khởi niệm là kinh thôi. Bởi vì kinh nghĩa là gì? Chữ kinh có hai nghĩa, khế lý và khế cơ, gọi là kinh. Khế lý là hợp chân lý, khế cơ là hợp căn cơ, gọi là kinh. Ví dụ như bây giờ ngay lúc này ăn cơm, mình chắp tay là mình đọc: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Hay là mình đọc: ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn tam bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Nghe như bài thơ vậy đó. Nhưng mà cái bài thơ đó hợp lúc là khế cơ, hợp lý là nói đúng. Có nhiều khi mình nói lý mà không đúng cơ. Ví dụ như con nít nó nhỏ xíu à, chắp tay lời con, đọc một lô, lần sau kêu ăn cơm với ngoại, thôi ngoại ăn mình đi. Nó nhỏ, mình cho nó tụng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thậm chí quý vị chỉ cần nâng chén cơm lên nè, không cần biết mình ăn chay ăn mặn, cứ mỗi lần nâng bát cơm lên đọc ba câu: dứt miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác; miếng cơm thứ nhì, nguyện làm các việc lành; miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhiều đó đủ kinh rồi. Bốn mươi lăm năm thuyết pháp của Đức Phật, một hàng trăm quyển kinh còn lưu lại không ngoài ba câu đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Con có câu hỏi nhờ thầy giúp giùm. Phật tử tới chùa lên chánh điện mang dép có được không? Tại sao vào phòng vệ sinh phải đổi dép? Tại vì chùa này dư dép.
Thưa đại chúng, khi mà chúng ta lên chánh điện á, theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam là chúng ta phải cởi dép để bên ngoài. Bởi vì chánh điện đã là chánh điện, nghĩa là cái điện chánh nhất của cái chùa đó, không phải là điện phụ, nó là cái điện chánh nhất của một ngôi chùa. Tiếng Anh dịch là main hall. Thì trong cái điện đó có thờ Phật Tam Bảo, cho nên chúng ta phải kính trọng, không làm ô uế. Vì vậy cho nên chúng ta không mang giày dép vào chùa. Lỡ ai mang dép vào chùa thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc thôi: chị ơi, chị hoan hỷ để dép bên ngoài. Nhiêu đủ rồi. Trời 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 trời, tội chết nghe không. Ô cha, cái bà này bà nói thôi, con đôi dép mà tôi tội quá. Mình cũng có cách nói, nhưng mà cái cách mình nói cho người ta dễ chịu. Nhiều khi người ta quên chứ người ta không có cố ý. Chị hoan hỷ để dép bên ngoài, tại vì tất cả chúng ta vào chánh điện không có mang dép. Người ta giật mình liền. Còn đối riêng với trong luật, khi đi vào nhà vệ sinh chúng ta đổi dép, là bởi vì trong nhà vệ sinh những cái chất tạp dơ trong đó, mình không muốn mang cái gì trong cái bẩn dơ đó rồi dẫm đạp lên chỗ khác. Thí dụ bây giờ mình mang cái đôi vớ vào trong đó, lỡ trong đó dơ mình ướt vớ, thì mình chính bản thân mình là đã thiệt thôi. Mình mang cái đôi dép, đôi giày nó, đôi vớ nó ướt nhẹp cả ngày khó chịu, cho nên thay đôi dép để chắc chắn rằng vớ mình không bị ướt dơ. Và khi ướt dơ là chắc chắn những tạp, những chất nước ở trong đó phần lớn là nước dơ. Cho nên để tránh trường hợp chúng ta dẫm cái dơ đi khắp cùng, đặc biệt là chánh điện. Ví dụ mình mang đôi vớ dẫm nhầm nước dơ lên chánh điện, dù không mang dép nhưng vẫn còn mang vớ, thì chánh điện cũng sẽ bị dơ. Cho nên đó là một sự tôn trọng. Nếu nói gần gũi thì mình cũng giúp cho cái ban lau dọn người ta đỡ cực. Thế thôi. Trong luật dạy là đi vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải đổi dép. Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Ví dụ như mình đi ra ngoài phi trường, chỗ công cộng dép đâu đổi, thì phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta ứng dụng làm sao mà chúng ta linh động được cái giáo pháp đó, thì chúng ta là người hiểu đạo và tu đạo, chứ không có phải mình cứ ngắt như vậy. Con rất hân hạnh được gặp thầy hôm nay, xin hỏi thầy một câu: cúng cơm cho người đã mất bao nhiêu là đủ để người đó không bị đói? Tùy theo số tuổi cúng, trẻ cúng nhiều, già cúng ít. Người có răng thì cúng cơm, người không răng cúng cháo. Người răng khỏe cúng mía. Thưa đại chúng, mình cúng bao nhiêu cũng sao đủ. Thường thường ta nói vậy nè: nhang không cần thắp nhiều, một nén tâm thành cũng đủ. Cơm nước không cần ê hề, bằng tâm thành một chút cũng đủ. Bởi vì lúc đó mình chuyển lương thực bằng tâm. Và người chết không ăn theo cái lối ăn của mình là đoàn thực, người chết là xúc thực thôi. Xúc thực là ngửi, đoàn thực là nhai nuốt. Như mình đó, con người mình còn sống đó, con người mình còn sống để thức ăn vô miệng nhai nhỏ nhỏ, nhỏ nuốt, gọi là đoàn thực. Còn người mất, người âm, người ta không có ăn kiểu đó. Ví dụ như mình đem lên bàn, mình nói: má ơi, má về ăn cơm không đủ báo con biết nha má. Nếu má về má nói thiếu con, dám xuống nấu tiếp không? Bỏ chạy liền. Trời, má tôi lưng quá, con muốn cúng người ta mà hỏi em, em có ăn đâu em biết. Cúng người đó, hỏi người đó. Is that enough? Thật ra quý vị thấy khi mình cúng cô hồn không? Có một chén cháo à, mà cô hồn thì vô số.
Bây giờ quý vị bưng một nồi cũng không đủ nữa, tại quý thầy thỉnh quá trời thỉnh luôn. Nào là thập loại cô hồn, pháp giới cô hồn, kêu đủ thứ hết, hà sa đẳng chúng tứ sanh, ôi kêu mà có một tô cháo. Vậy thì lúc đó mình cúng bằng cái gì mà họ đủ? Bằng cái tâm biến thực biến thủy của mình. Có bao giờ quý vị ăn có một chút mà quý vị no không? Cũng có chứ, đôi khi không ăn cũng no vậy. Trưa giờ Pháp Hòa chưa ăn gì mà vẫn no, tại ăn câu hỏi nè. Thì xin thưa đại chúng là người mất là xúc thực, còn người sống chúng ta là đoàn thực. Chúng ta cúng là tùy theo sức mình cúng, còn no đủ hay không là tùy tâm mình hiến hướng cho người ta. Đặc biệt là khi cúng, cúng cho họ là quán tưởng thực phẩm chứ đừng quán tưởng cái khác. Khi mình tụng, thậm chí mình không biết tụng gì hết á, khấn người mất xong rồi Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát, cầu cho người đó no đủ. Và sự cúng thí này rộng khắp. Xin thầy giải thích cho con biết tại sao vào chùa lại Phật trước phải lại tổ, và tại sao bàn thờ tổ đường đặt sau lưng chánh điện và kế bên bàn thờ tổ thường là bàn thờ vong. Kính mong thầy cho con hiểu. Thưa đại chúng, đây là cái cách bày trí bàn thờ theo văn hóa của Phật giáo Việt Nam, chứ không có cái luật gì hết á. Đây là theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thôi. Chúng ta gọi là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Trước thờ Phật, sau thờ tổ. Nhưng mà tổ này là tổ gì? Tổ này là tổ tiên, những vị tổ tiên, những bậc tiền bối của chúng ta. Và các vị tổ tiên này chúng ta gồm có hai phần. Một là tổ tiên tâm linh, hai là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những bậc hòa thượng, sư trưởng, những người đã dạy cho chúng ta biết đạo lý giáo pháp. Còn tổ tiên huyết thống chính là cha mẹ bà con quyến thuộc của chúng ta. Vì đó là tổ đường, nơi thờ tổ, cho nên chúng ta thờ đủ hai nguồn tổ tiên của mỗi người chúng ta, đó là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Người sanh mình ra, nuôi mình lớn là cha mẹ, ông bà. Người dạy cho mình biết chữ nghĩa, biết lễ giáo, đó là tổ tiên tâm linh, những bậc thầy của chúng ta, từ trường học tới nhà chùa. Cho nên, đối với chúng ta, luôn luôn tri ơn và thể hiện lòng tri ơn bằng cách thờ phụng. Cho nên chúng ta có bàn thờ tổ tiên. Ở nhà mình không thờ vậy được, thì mình thờ gì? Thượng Phật hạ tổ tiên, trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Còn ở chùa vì cái chu vi rộng, cho nên chúng ta tiền Phật hậu tổ. Người Huế đó thờ kiểu vậy đó. Quý vị đến những gia đình người Huế, quý vị sẽ thấy cách thờ tiền Phật hậu tổ. Ở phía trước là một cái bàn thờ cao, thờ Phật. Ở phía sau bàn thờ thấp hơn, thờ ông bà. Cho nên mỗi khi mình đứng trước bàn thờ Phật, mình lễ xuống, tức là mình vọng bái ông bà phía sau luôn. Đó là cách thờ theo người Huế, gọi là tiền Phật hậu tổ. Đó là cái cách thờ của văn hóa Việt Nam, chứ không có luật lệ nào hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta là một người sống luôn luôn ghi nhận hai nguồn ân đức, đó là tổ tiên tâm linh và huyết thống, cho nên hòa thượng làng Mai mới làm câu đối để thờ trong đó. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Gốc rễ tâm linh tức là các vị tổ mà đã dạy cho mình đây, bồi đắp. Rõ ràng là mình đang làm cái việc gốc rễ tâm linh xin bồi đắp nè. Hồi nhỏ má mình dẫn đi chùa, bây giờ mẹ mất rồi mình vẫn tiếp tục con đường đi chùa và hướng dẫn con mình đi chùa, gọi là gốc rễ tâm linh xin bồi đắp. Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Chúng ta có thân thể khỏe mạnh thì chúng ta phải gìn giữ để tiếp tục cho những đứa con mình được sự sức khỏe bình an.
Còn vấn đề tại sao chúng ta xá tổ trước mới lên xá Phật, mà trước khi xá tổ chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau rồi mới xá tổ. Lên chánh điện cũng vậy, đối diện xá nhau rồi mới xá Phật. Tại sao thế? Bởi vì cũng theo cái quan niệm thường tình, Phật thì cách mình quá xa, còn tổ thì gần mình nhất. Nhờ tổ mà mình biết Phật, phải không? Nhờ tổ mình biết Phật, vì Phật xa mình quá rồi. Nếu mà không có các vị tổ này giảng cho mình nghe Phật là gì, Pháp là chi, thì mình đâu có biết Phật Pháp là gì. Cho nên xá tổ là vậy đó. Những người gần mình nhất rồi đến xa. Nói nôm na là chào ba trước khi chào ông nội. Đến thăm ông nội vô, thưa ba con mới tới. Ông nội ở trong phòng hả ba, con xin phép ba con vô thăm ông nội. Giống như mình đi về nhà mình thăm gia đình vậy đó. Chào ba má rồi mình chào ông nội bà nội. Cho nên người Việt Nam hay có câu á, tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Mình đến chùa gặp thầy trụ trì, chào thầy trụ trì, rồi xin phép thầy trụ trì lên lễ Phật. Đó là nói với các vị tu sĩ. Còn Phật tử thì mình có thể du di, chứ nếu mà ngàn Phật tử nó để tôi thực hiện câu tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, sắp hàng gõ cửa, thầy con lên lễ Phật nghe. Ông đứng gật lên đi con. Người thứ hai, thầy con lên lễ Phật nghe. Thầy trụ trì đó mau đi lắm đó. Trong cái thường cái câu đó là ứng dụng cho các vị tu sĩ khi đến thăm các chùa, tới tìm thầy trụ trì, ra mắt thầy trụ trì, rồi xin bái Phật. Bởi vì tu sĩ ít, cư sĩ nhiều, cư sĩ mà làm kiểu đó thì thầy trụ trì thấy mệt lắm. Cho nên tại sao mình xá nhau trước? Bởi vì Phật mà mình hướng đây vẫn là Phật tượng, còn Phật tâm của mỗi người, Phật tánh của mỗi người là gần nhau nhất. Cho nên xá nhau rồi xá Phật. Cho quý vị mỗi lần gặp nhau, quý vị có xá nhau không? Thí dụ như bây giờ một vị nào mà quan niệm á, nói nhỏ hơn tôi, tại sao tôi xá nó? Thật ra mình đừng có nhìn cái tướng mà mình xá, mình phải chào Phật tâm của người đó, Phật tánh của người đó. Mình chào người đó là chào cái Phật tánh, chứ không phải là mình chào cái thân tướng người đó, chào cái số tuổi của họ, không phải. Đời sống của con không tốt nên con không có hiếu với cha mẹ được. Con suy nghĩ không biết phải làm sao, cha mẹ con chết hết rồi, xin làm sao con trả hiếu trả ân. Xin thưa, hồi xưa các cụ cũng dạy, cha mẹ còn thì báo đáp, cha mẹ mất thì theo ước nguyện của cha mẹ mà làm. Mình trả hiếu không phải chỉ dâng cơm dời nước, mà chúng ta phải duy trì cho được cái ước nguyện của tổ tiên ông bà. Cái đó mới gọi là báo hiếu. Thí dụ hồi trước kia mình không hiểu biết, mình có thể đã nói đã làm tổn thương cha mẹ, hoặc là mình muốn trả ơn cho cha mẹ nhưng vì nghèo quá, khổ quá không làm được. Nhưng bây giờ có tiền có của thì cha mẹ không còn. Có đôi lúc cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên người xưa cũng có câu đó: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn, ơn của cha mẹ sánh tựa biển trời. Mà mình gọi là muốn trả ơn cho cha mẹ khác nào lấy cái tay mà với trời, hiệu thiên võng cực, với không tới. Vậy thì làm sao mình trả đây? Sống theo cái tâm nguyện của cha mẹ. Và mình biết rằng ngày nay trong chúng ta đang mang dòng máu của cha mẹ, chúng ta phải sống như thế nào? Dù cha mẹ quá vãng nhưng cha mẹ vẫn thể hiện đang sống qua cách sống của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó cha mẹ dạy mình nấu nồi chè. Bây giờ mỗi lần mình cúng chè, mình nấu cái món chè mà cha mẹ đã dạy, có không? Má hồi xưa dạy nấu xôi, nấu bánh gì đó, thỉnh thoảng bây giờ quý vị vẫn làm lại cái điều đó. Đó là một hình thức mình nhớ lại, một hình thức mình nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ mà mất
chỉ là mất cái thể xác thôi, còn cái phần tâm thức, dòng máu, nụ cười, lời dạy vẫn mãi sống trong chúng ta. Còn cái chuyện mà mình có hiếu hay bất hiếu, thủy chung cha mẹ cũng phải mất. Dù mình có ân hận đi nữa thì sống cho đàng hoàng trở lại thôi là cha mẹ vui rồi, chứ không phải là mình làm gì hơn nữa. Con xin hỏi thầy làm sao dằn được cơn giận bộc phát ra? Nó bộc phát rồi sao dằn nữa? Thật sự ra con người mình ai cũng có cái giận hết á, ai cũng có cái sân hết. Nhưng mà mình tu thì mình nhận được cái tâm sân, nhận diện được tâm sân rồi tìm cách giảm nó. Mà muốn giảm nó phải tìm cho nó phương tiện. Ví dụ như cái người đó nói cho mình giận, mình đừng có lảng vảng xung quanh người đó. Họ nói một hồi mình giận hơn, mình đi chỗ khác, hít thở không khí trong lành, một lát cơn giận mình nó nguôi xuống. Hoặc là mình nói giận quá thì sẽ mất khôn, giống như người ăn quá thì mất ngon, no quá mất ngon, giận nói không những lời không thiện không lành. Và hơn nữa chúng ta quán chiếu vô thường, nói chung là nhiều cách để chúng ta có thể giảm một phần sân giận của chúng ta. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, chúng ta có pháp bất thiện nào thì Phật Pháp sẽ có cái pháp đó để đối trị. Nhưng chúng ta cần phải duy trì món thuốc này uống cho đều đặn, để cái bệnh này nó không có tái phát mà nó được chữa trị. Thưa đại chúng, không có bệnh nào mà uống một lần thuốc là hết, trừ những căn bệnh quá sơ sài. Chứ phần lớn là chúng ta phải uống đều đặn. Ví dụ như cao máu nè, uống hết đời, mặc dù bệnh này không có gì hết trơn á, nhưng mà bệnh cao máu này uống thuốc đều đặn mỗi ngày thì không sao. Cũng như thế, mỗi ngày quý vị cứ duy trì cái niềm tu tập và quán chiếu đó, dù không hết nhưng không đến nỗi quá ư là bộc phát. Chúng ta tu và chúng ta nhận biết để cho nó ngủ xuống. Kính xin thầy cho con một lời pháp, vì con mãi rai rứt vì con trai của con cách đây 4 năm đã tham gia làm Phật sự trong chùa và có ý hướng xuất gia, nhưng nhìn thấy ý của mẹ vương vấn nên cháu đã chùn bước. Sau bao năm lên chùa nghe pháp, con thấy mình ích kỷ nhỏ nhen, đã làm lỡ mất cơ hội cho cháu đến gần hơn với Phật. Này ân hận. Thưa đại chúng, cái này cũng là cái tâm trạng của người mẹ thôi, không sao. Thật sự ra mỗi người mỗi duyên, chứ không phải là một phần thôi. Bác nghe là vì mình vương vấn con mà con cũng thương mình, rồi sợ mình buồn, rồi chùn bước không tu. Thật ra mình nghĩ vậy và cũng một phần, chứ không phải đâu. Nếu mà người con đó quyết chí đi tu thì cũng sẽ làm được việc quyết chí đi tu của mình, chứ không phải một chút vương vấn của mình mà người đó chùn bước đâu. Hôm nào Pháp Hòa có cơ hội, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe nhiều vị một khi quyết chí đi tu. Trong đó gần nhất cho Pháp Hòa nói, Ngài Hoàng Nhất là một vị luật sư trong Phật Pháp ở bên Trung Hoa thời cận đại. Ngài đi tu rất là muộn, bởi vì Ngài có từng qua Nhật du học, và Ngài đã lấy vợ người Nhật. Ngài đã lấy vợ người Nhật, và khi Ngài quyết chí Ngài tu, Ngài đã viết một lá thơ lại cho người đó, và Ngài đã xuất gia. Và sau này mấy lần người đó tới thăm, Ngài vẫn ra tiếp. Và lần cuối cùng Ngài mới nói rằng, thôi cô thăm tôi lần này nữa đủ rồi, cô có thể về nước để an dưỡng. Và Ngài nói hết cái tâm nguyện của Ngài, và cuối cùng cô gái Nhật đó đã bằng lòng cho Ngài đi xuất gia. Hồi nãy Pháp Hòa có hai người Phật tử mà quy y với Pháp Hòa cả chục năm về trước, chú mới tới thăm Pháp Hòa và đảnh lễ, chú xin phép cho chú đi xuất gia. Và bởi vì chú có một cái nơi của chú, rồi chú xin xuất gia với vị thầy ở địa phương đó. Nhưng chú vẫn nhớ Pháp Hòa là người thầy bổn sư truyền năm giới cho chú ngày đầu chú vào đạo.
Cho nên hôm nay đến để thăm thầy và đảnh lễ, xin phép thầy được đi xuất gia ở nơi chùa đó. Và vợ chú cũng đi theo. Và chú nói rằng hai vợ chồng quy y với Pháp Hòa hết. Thì chú mới nói rằng nhà con cũng đã cho con được đi xuất gia, vì con cái bây giờ lớn hết rồi. Pháp Hòa nói đó là một cái phước duyên không phải dễ. Đời này mà chúng ta sẵn sàng cắt ái từ thân, và người phối ngẫu của mình cũng hoan hỷ trợ duyên cho mình. Bây giờ chúng ta không sống bằng những cái tình cảm lê thê của thế thường, mà chúng ta biết chuyển cái này thành gì? Bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc là chúng ta hướng dẫn với nhau trên con đường tu tập. Ví dụ như bây giờ vợ chồng quý vị không cần làm gì đâu, cũng không cần phải xuất gia, nếu quý vị đồng tâm phát nguyện. Vợ chồng chúng ta đời này hiểu Phật Pháp rồi hãy cùng nhau tu tập trong đời này. Nếu chúng ta chưa đủ duyên xuất gia, cứ làm vợ chồng nhưng mà hướng dẫn nhau trên đường tu. Phật có nói bài kinh đó. Bài kinh nói vợ chồng có bốn cái đồng. Đồng giới nghĩa là thọ giới tu chung. Đồng thí nghĩa là cùng nhau giúp đời bố thí. Đồng hướng nghĩa là cùng một hướng mà đi. Đồng huệ nghĩa là cùng một loại trí tuệ tu tập. Vợ chồng có bốn cái đồng đó, gia đình hạnh phúc, mặc dù không phải là người xuất gia. Cho nên bác đừng có lo nữa, bác cứ bình an. Mà đặc biệt là tuy con mình thân không xuất gia, nhưng có thể con mình tâm đã xuất gia. Có nhiều khi vào chùa tu nhưng suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên việc này bác cũng đừng lo, miễn đời sống người con có hạnh phúc, có an vui, thành một Phật tử chân chánh, hộ trì tam bảo cũng tốt rồi. Còn nếu mình người con mà nếu thật tâm có duyên với sự tu hành thì có cản cỡ nào cũng đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa xin đi tu, gia đình đâu cho. Tại vì gia đình muốn là mình phải học xong rồi mới tu. Nhưng mà tại vì từ nhỏ mình ham tu quá, 7 tuổi sinh chưa được, 8 tuổi sinh cũng không được. Rồi tới hồi lúc đó là phải có giấy đi qua, cho nên phải đình trệ cái việc tu. Mà trong lòng Pháp Hòa nhất định nói với gia đình rồi, con qua tới bển là trước sau cũng phải tu. Khi Pháp Hòa học xong lớp 9 là 15 tuổi, vừa bãi trường năm đó thôi là quỳ xuống xin cha mẹ đi tu. Mà Pháp Hòa mời cha mẹ ngồi xuống, vừa quỳ xuống thôi là bà già biết chuyện gì rồi. Bà già hỏi thầy xin đi, chú xin đi tu phải không? Nói dạ. Bắt đầu khóc lóc lên, đâu có cho. Rồi bắt đầu mượn kế quản binh, ráng học cho xong. Thật sự ra cha mẹ vẫn biết tu là tốt, nhưng sợ con mình khổ. Vô chùa thức khuya dậy sớm, ăn không đủ, sợ nó khổ. Rồi cô dì chú bác gì cứ gọi phone khuyên đừng tu, ở nhà tu đi con. Rồi đem câu thơ ra khuyên, tu đâu cho bằng tu nhà. Thí dụ vậy. Nhưng ta quyết chí đi tu. Cho nên bữa nọ tóc hơi dài dài, nói với thầy trụ trì, nói con xin đi ra ngoài hớt tóc. Thầy cũng nói đi làm chi cho mất công. Thầy ở đó thầy có tông đơ thầy hớt cho con. Mà thầy thiệt tâm thầy muốn hớt, nhưng mà không biết làm sao. Thầy hớt làm sao hồi nó trợn tay cái thầy chỉnh. Chỉnh riết hồi cái tóc Pháp Hòa nó có dành vậy nè. Cái miệng dừa làm sao là nó vậy đó. Đi về nhà ông già hỏi ai hớt tóc mày vậy. Pháp Hòa nói thầy ở trên chùa không hớt. Nói hớt gì kỳ quá. Pháp Hòa lợi dụng chữ kỳ á, vậy cạo luôn nha ba. Ông nói vậy để làm chi. Lợi dụng cái chuyện cạo đầu, mà lúc đó chưa thọ giới, chưa xuất gia, tại hớt tóc hư mà phải cạo thôi. Ngày nào cũng sợ tóc mọc lại, sáng nào cũng lấy cái dao bào cạo, tự cạo, tại vì sợ tóc mọc lại là bị bắt ở nhà tiếp. Cho nên lợi dụng cái chuyện đó rồi cái đi tu luôn. Cho nên lúc thọ giới không dám cho cha mẹ hay. Khi đi xuất gia rồi, thọ giới xong rồi, một bác Phật tử mới dẫn về nhà xin cha mẹ, nói tôi xin phép cô chú cho cháu nó tu, tại nó ham tu quá mà giờ
cô chú không cho, nó làm liều rồi. Nhưng mà lúc đó đâu có đi tu mà cha mẹ còn thương quá, mình đâu có nỡ. Nói thôi giờ mẹ cho con đi tu đi, một ngày con ở, một tuần lễ con ở chùa 4 ngày, ở nhà với mẹ 3 ngày cũng ok. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chưa ở ngày nào. Tại vì sau khi đi xuất gia rồi, thầy trụ trì bận đi Phật sự, Pháp Hòa phải ở nhà coi chùa. Lấy cớ nói thầy không có ở chùa, con phải ở chùa. Đi học về ghé vô nhà, tha đồ bỏ vô tập. Bà già thấy lúc vô nhà cái vỏ xẹp lép, lúc đi ra cái vỏ phình. Bà nói chú tha đồ đi về chùa phải không? Nói là nói vậy nhưng mà chưa ngày nào ở nhà. Mà có về nhà thăm không ở được lâu, vài ba tiếng thôi là nôn nao muốn về chùa. Chùa có chật có cỡ nào cũng hạnh phúc hơn ở nhà, vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà. Cho nên cái người mà người, nếu mà mình cái người đó quyết tâm và phát nguyện rồi thì không phải do mình mà người ta chùng bước đâu. Cho nên bác đừng có buồn vậy. Buồn vậy rồi anh biết được anh cũng buồn theo. Sao mẹ con giờ không cùng nhau tu? Sư bà Thể Quán mà khi mẹ già rồi sư bà chăm sóc, mà bà về Phật rồi sư bà phát nguyện: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Kính xin cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ thầy con mới được làm neo. Ủa? Vụ gì vậy ta? Em không mở tiệm neo mà em cũng chưa có giới thiệu. Nhờ thầy con mới được làm neo, nhờ nghe thầy giảng pháp mà phần nào con đỡ bớt tham sân si rất nhiều. Con đang học theo câu nguyện của thầy là: cho con nguyện thua tất cả, cho con được thắng con. Nhưng thầy ơi, có những lúc con gặp phải những việc không công bằng cho con rất mệt mỏi. Con xin thầy cho con lời khuyên dạy. À, bây giờ hiểu ý rồi. Vô cái chỗ đó nhiều sân si phải không? Thì mình đã nguyện rồi thì phải chịu. Và hơn nữa thưa đại chúng, không có gì dễ ăn đâu. Không có gì dễ ăn hết á. Thậm chí mà người ta giúp cho mình ở đời này, việc gì mình muốn thành cũng phải là một sự quá trình trải nghiệm. Cho nên thôi không sao, mệt với mỏi nghĩ lại hết mệt làm tiếp. Thật sự ra trong cuộc sống đôi lúc mình mệt mỏi mình muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà ngộ một cái lắm, nghỉ ngơi hết mệt làm tiếp à. Tại vì cái máu mình máu làm việc, khỏe rồi là muốn làm. Thôi mình làm như có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi rồi đứng dậy làm tiếp. Con cũng không biết phải hỏi như thế nào, nhưng xin thầy giải thích cho con hiểu về hiện thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi con thấy tượng là trong hiện thân nữ và có khi là thân nam, đúng không vậy? Hồi nãy Pháp Hòa nói ý nghĩa của Đại Thế Chí rồi. Còn về hình ảnh thì tùy theo mỗi quốc gia. Ví dụ như Đức Quan Âm, thật ra Ngài là thân nam, Ngài là người nam chứ đâu phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là từ bi, cho nên khi Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam tạc tượng của Ngài thì tạc thân tướng người nữ để biểu tượng cho hạnh từ bi một người mẹ thương con. Chứ thật thời Quan Âm không phải nữ. Đó là một cái hình tướng mà do chúng ta tạo ra để biểu tượng. Con có thờ tượng Quan Âm nhưng bị gãy một ngón tay thì có được không thầy? Vì con cứ thấy không có vui, không vui đổi tượng khác. Thật sự ra không sao hết. Để một cái tượng đó thờ cũng không hề gì. Mình gọi là tượng cổ.
Tại vì quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng đi đến các chùa, có những cái tượng là tượng cổ, vì tượng cổ cho nên sự gãy đổ là chuyện bình thường. Cái tùy theo cái tâm của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng đây là một tượng Phật thì không may thì cái tượng này không lành lặn, chứ đừng có sợ cái vấn đề gọi là thờ vậy nó có vấn đề gì xui xẻo trong gia đình. Như ngày hôm qua có một vị nói là đem cái tượng Phật màu đen về gia đình xui vậy đó. Không phải vậy. Nếu mình không cảm thấy thoải mái thì mình có thể đổi một tượng khác. Vấn đề thờ tượng ở đây là vấn đề biểu tượng, chứ không phải mình thờ tượng nào Phật mới linh. Nếu mình thờ một cái tượng đó mà mình không cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể đổi tượng khác. Rồi cái tượng đó mình đem về chùa, mình cúng chùa để cho chùa cất vào kho, không sao cả. Còn nếu mình thấy rằng cái tượng này nó có rất nhiều kỷ niệm với mình cứ giữ đó. Quý vị nào có dịp đi qua Thái Lan, người ta vẫn giữ nguyên một cái thành chỗ đó, tượng Phật bị đứt đầu hết. Tại vì cái thời chiến tranh giữa hai nước, nước này qua xâm lăng đập phá những tượng Phật. Quý vị có dịp đi Trung Quốc, về những ngôi hang động chùa chiền mà cổ á, thời cách mạng văn hóa Mao Trạch Đông cho người bắn đập, bây giờ những tượng Phật đó mất những cái phần tượng, người ta cũng để đó thôi, bởi vì đó là di tích, đó là tượng cổ giữ lại. Có những tượng Phật bị bắn lũng mắt, lũng ngực, lũng đầu, người ta vẫn giữ. Vậy thì cái tượng Phật cho dù lành hay khuyết chỉ là một biểu tượng. Chúng ta biết tượng đó là Đức Quan Âm, tượng trưng cho lòng từ bi, chúng ta kính thờ, học hạnh. Còn tất cả là biểu tượng, quý vị thờ cái nào cũng được hết. Đừng có giữ cái đó mà trong lòng khó chịu hoài, thì tự nhiên vì cái tượng mà làm mình khó chịu, bất an trong khi mình tu tập thì không nên. Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải thích ý nghĩa câu niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa đại chúng, câu này không phải là tên của một Bồ Tát. Vì cái câu này chúng ta niệm khi chúng ta nguyện hương, và vì chúng ta muốn nguyện cái khói hương mà chúng ta dâng lên cho Phật biến thành một cái bảo cái thơm. Cái khói hương này kết thành mây, và mây này kết thành một cái lọng che mà có được cái mùi thơm quý báu. Cho nên mình niệm chữ hương là thơm á, chữ vân là mây, chữ cái là cái bảo cái lọng che. Thì ý muốn nói là khi con cúng hương này cho Phật, cho Bồ Tát, thì con nguyện rằng cái hương này xông lên và sẽ kết thành một cái bảo cái, một cái lọng để che Phật, cúng dường Phật. Đó là một cái tâm thành, một ước nguyện. Và sự việc gì chúng ta làm bằng tâm thành, bằng ước nguyện thì tương đồng với Bồ Tát. Cho nên gọi là hương vân cái Bồ Tát. Thí dụ như Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, thì con xin cúng dường hương này, và hương này con cúng bằng tất cả tâm thành của con, và cây hương này đã giúp con chuyển đến chư Phật tâm thành. Thì hương này hương của Bồ Tát, hương này được ví như là Bồ Tát, vì đã giúp cho con có sự tiếp nối giữa con với Phật. Ví dụ vậy đó. Cho nên những cái câu mình niệm vậy là đều là cái ý nghĩa biểu tượng. Ví dụ bây giờ hồi sáng này nè, hai ngày nay trong chùa Bát Nhã nè, chúng ta ngồi đây hàng ngàn người ăn hai bữa cơm, mà biết bao nhiêu người ở phía sau rửa chén nấu ăn, không được nghe pháp, không được chụp hình gì hết. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Nấu Ăn Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó. Cho nên hồi nãy sẵn dịp Pháp Hòa đi rửa tay, Pháp Hòa ráp vô đó chụp hình với mấy vị trong bếp. Tội nghiệp, các vị lo cho mình mà quên cả cái vui cho bản thân. Cho nên mình phải nhớ ơn các vị đó, mình phải nghĩ tưởng tới các vị đó. Có một thầy đứng rửa chén, rồi Pháp Hòa mời thầy tới chụp hình. Thầy nói con mặc đồ ngắn, đâu có sao, chẳng những vậy mà ôm cho thân thiết nữa. Tại vì người đó là Bồ Tát.
Mình mà không biết gần mấy Bồ Tát có lỗ lắm. Bây giờ tâm con cảm thấy niệm chết không thầy, trong đầu con cứ nghĩ mình sắp chết, nhưng con vẫn đi công việc công quả bình thường. Thì nếu mình hay nghĩ mình chết mà mình chưa chết thì không sao. Thưa đại chúng, mà nhiều khi mình suy nghĩ như vậy thôi, mình sợ cho thật sự ra cũng đó cũng là một niệm đó, gọi là niệm chết. Mình nhớ là khi mà mình có một cái ý niệm khác nó khởi lên mà mình muốn diệt trừ cái niệm đó thì mình niệm khác. Ví dụ mình niệm sân là niệm giận á, thì mình nên niệm chết để mình giảm sân. Hay là mình tham quá thì mình lại niệm cái gì, niệm cái người khổ để mình giảm cái tham đó, vân vân. Cho nên tất cả đều tùy theo cái tâm niệm của chúng ta. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ chết mà không để tiêu cực, nhớ nghĩ chết để mà mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ một câu này, khi mình đi thăm bệnh á, mình đọc câu này trong khi mình đi thăm bệnh. Nếu thăm người bệnh, cầu cho mọi người hiểu thân không sạch, lìa sự tranh cãi. Con người mình mà cứ thấy mình khỏe, cứ thấy mình bình an thì có lẽ mình ít nhường ai. Còn lâu lâu mình có bệnh tật thì mình sẽ biết nhường người, biết nhịn nhục, biết chuyển hóa, biết bỏ qua. Con vẫn thường đi chùa, thích mặc áo lam, nghe tụng kinh, nhưng sao con vẫn chưa quy y được? Không biết bao giờ con mới quy y. Đây không phải câu hỏi, chỉ là lời tâm sự cùng thầy thôi. Dạ cũng được, không sao. Mình chưa quy y chính thức bằng sự phát nguyện của mình, nhưng mà mình quy y gián tiếp bằng cái tâm hướng Phật, tâm học Pháp, tâm thuận hòa, là mình đã có bản chất của Tam Bảo rồi. Mình đã sống với tự tánh của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Còn khi mình phát nguyện là một buổi lễ, một buổi lễ để mình chính thức. Chứ thật ra từ khi mình phát nguyện rồi thì lấy Tam Bảo đi vào trong tâm thức mình. Còn dù mình chưa phát nguyện nhưng mình đã sống bằng tâm thức của Tam Bảo cũng tốt thôi. Tại vì Tam Bảo có ba bậc: thế gian trụ trì Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo. Cho nên ngày nào mình lạy tượng Phật, cầm quyển kinh, chào quý thầy, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà tự tánh Tam Bảo là mình sống bằng cái sự giác tỉnh của mình, mình sống bằng sự trí tuệ từ bi của mình, và mình sống bằng sự hài hòa của mình. Đó là mình sống với tự tánh Tam Bảo rồi đó. Đi chùa vẫn làm công quả, vẫn mặc áo tràng, vẫn tụng kinh, chưa rời Tam Bảo mà. Mai mốt khi nào đủ duyên làm lễ thôi. Dạ thưa ba, của con không tin Phật và không muốn mời thầy tụng kinh. Lúc ba con mất hay trong lễ tang, con xin thầy cho con lời khuyên, lúc đó con phải làm sao? Nếu ba không chịu rước mấy thầy tới tụng kinh thì mình tự tụng, có sao đâu. Nếu mà mình có khả năng, mình khai thị cho ba luôn. Khi ba sắp mất mình tụng được hết, không có sao hết. Không phải thầy tụng ba mới siêu, mình tụng ba vẫn siêu như thường. Cho nên bây giờ á, mình chuẩn bị làm thầy đám được rồi đó. Chuẩn bị mai mốt ba có cần mình tụng, khai thị: ba ơi ba, con cảm ơn ba đã sanh thành dưỡng dục ra con. Bây giờ ba sắp sửa xả, ba đã làm tròn hết bổn phận của ba đối với mẹ, đối với các con rồi, đối với các cháu rồi. Đây là giờ phút ba sắp sửa xả bỏ báo thân giả hộp này, ba đừng có lưu luyến nha. Con cảm ơn ba những gì ba đã làm cho con và gia đình. Bây giờ tâm ba hãy hướng về Phật, ba đừng lo lắng cho ai nữa hết. Giận hờn được mất, vui buồn gì ba xả hết đi. Chúng con niệm Phật cho ba nghe, ba hướng tâm về Phật nha. Sự tụng niệm, sự khai thị không nhất thiết phải là người xuất gia,
Ví dụ mình ở một cái nơi không tìm được người thầy thì cũng phải tự làm thôi. Thì thôi bây giờ ông chưa phát tâm được lúc đó thì mình chuẩn bị, biết đâu chừng lúc ông già chút ông chịu làm sao. Hồi xưa Pháp Hòa có một bác đó, ông tới chùa ông nói Pháp Hòa hoài, ông rất thương Pháp Hòa. Ông tới chơi, ông uống trà, ông nói chuyện hàng tuần, nhưng ông không bao giờ chịu quy y. Tại vì ông nói đời ông chỉ quy y nhị bảo thôi, là Phật Pháp thôi, còn Tăng ông không chịu quy y. Vậy mà tới chơi với ông thầy hoài. Quý vị biết Pháp Hòa vẫn vui vẻ bình thường, kính trọng bác như người cha mình. Khi ông sắp mất, khi ông lâm bệnh sắp mất, thì ông nói với người vợ là liên lạc với thầy để mời thầy về nhà quy y cho ông. Thầy nữ chưa biết được cái giờ phút cuối cùng của người đó họ chuyển tâm sao. Cho nên đừng có ghiếp pháp. Và dù người đó tới lúc mất cũng cứ giữ như vậy, thì mình là có cách khác mình làm. Thua keo này mình bày keo khác. Phật Pháp là vậy đó. Không nhất thiết phải là người đó làm được việc đó. À, kính xin thầy đọc lại hai câu mà thầy niệm trước và sau khi làm lễ, hoặc thầy cho ghi xuống và để ở chùa chúng con sẽ chụp lại cho dễ nhớ. Hôm qua Pháp Hòa có đọc mấy cái bài mà phát nguyện đó, bây giờ đọc lại nữa thì mất thời gian, thôi mai mốt kiếm lại cái bài giảng đó nghe rồi chép lại. Bây giờ xin trả lời một câu cuối nữa rồi nghỉ, tại vì chương trình chúng ta đã hết giờ và đồng thời quý vị đã bắt đầu lạnh. Kính thưa thầy, trong pháp hội niệm Phật cầu siêu có mời chư hương linh ở khắp pháp giới và ông bà cửu huyền thất tổ về. Những hương linh vong linh nếu thật tâm tu trong pháp hội như thế có được sinh về cõi lành không, hay phải có sự hồi hướng của gia đình đại chúng mới được siêu sinh? Họ có thể tự niệm Phật để được sanh về cõi Phật không? Em đâu biết. Thật ra thưa đại chúng, người hương linh đó phải tự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Còn sự hồi hướng của chúng ta, sự tụng niệm của chúng ta hướng về người đó là năng lực khuyên giải để cho người đó chấp nhận phát nguyện hướng tâm cầu sanh. Người đó không muốn đi, mình đâu làm gì được. Cho nên không phải mình tụng mà siêu, mà mình tụng để mình khai thị cho người mất đó, để họ thấy rõ được vô thường, phát tâm sanh về cõi lành. Nhưng mà mình không thể không hồi hướng, bởi vì mình không hồi hướng tức là mình nghĩ tưởng về người đó. Và vì mình có sự nghĩ tưởng về người đó cho nên tâm của mình chiêu cảm được người đó. Đặc biệt là người thân á, người thân mà tụng cho người thân của mình á, cái tác dụng nó lớn lắm. Tại vì mình thật sự họ là người thân của mình, và họ có nghĩ đến mình, cho nên cái sự giao tiếp giữa mình với người thân rất mạnh. Và mình hồi hướng cho họ, cái năng lực rất lớn. Còn đại chúng là người ta trợ duyên trợ lực để cho sự việc nó tốt hơn, nó thành tựu hơn, nó cái năng lực nó lớn mạnh hơn. Thưa thầy, trong cuộc sống hiện tại có nhiều gia đình có quan niệm rằng khi gả con lấy chồng và lấy vợ mà gia đình có thân có người thân qua đời thì không được kết hôn mà phải đợi mãn tang. Họ cho rằng trong thời gian chưa mãn tang mà lấy nhau thì cặp vợ chồng đó sẽ gặp nhiều khó khăn và cuộc sống không khá nổi. Vậy thưa thầy, quan niệm như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, là cái này cũng đã nói là quan niệm, thì đó chỉ là một ý niệm của thế gian, chứ nó không có phải là do ai đặt để. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình đem thức ăn lên mình cúng bàn thờ á, kêu là dọn mâm cơm á, thì quý vị dọn ba chén cơm rồi quý vị để bên cạnh ba chén cơm cái gì? Ba đôi gì? Đôi đũa. Tại sao mình để đũa? Tại mình là người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, mình ăn sao mình cúng vậy.
Cho nên cái tâm thức của mình hàng ngày mình sống sao mình nghĩ vậy, cái mình làm là mình bắt buộc mọi người phải làm đúng vậy. Cho nên đã là quan niệm thôi. Cho nên thật sự cái tan không có gì là khó cả, không có gì là xui cả, không có gì là không lành cả. Chữ tan là gì? Thường người ta gọi là tan chế. Có tan rồi là phải chế đi, gia giảm đi. Thí dụ nè, đi chơi ở chỗ đông người vui nhộn chế đi, chế bớt đi. Mình đi người ta cười, người ta nói sao ba mới. Người xưa chỉ là một quan niệm là mình mới có cha mẹ ông bà mới mất, cho nên không nên đám cưới liền. Đấy là bị gì? Cái vui nó đối với cái khổ nó gần quá, coi không được. Vậy thôi. Bây giờ mãn tang ở xưa Việt Nam là 3 năm, ở đây 49 ngày được rồi. Vì sao? Không phải là mình ăn gian, nhưng mà đã là quan niệm và tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm. Vì tất cả đều là do chúng ta đặt mà. Chúng ta đặt thì chúng ta có quyền tiết chế như thế nào để nó phù hợp với quốc độ. Thế thôi. Cho nên nếu mà mình không khéo mình làm, người ta cứ nghĩ cái này của đạo Phật, mà thật sự cái này không có liên quan ăn nhập gì với đạo Phật hết. Đạo Phật không có mấy cái vụ này. Mình để tang là theo người Việt Nam của mình để tang, chứ truyền thống Phật giáo bên Ấn Độ đâu có để tang. Nhưng mà xin thưa là đạo Phật rất là hay. Đi đến đất nước nào, quốc gia nào, người ta có phong tục gì, người ta có tập quán gì, đạo Phật vẫn hài hòa theo được hết. Và làm cho cái buổi lễ đó thêm phần long trọng ý nghĩa. Cho nên người ta thường gọi là tang khó, là người đó phải chịu khó để tang trong bao nhiêu năm phụng dưỡng mồ mả ông bà. Ngày nay chúng ta có thể chăm trước để cho con cháu mình thoải mái, nhưng chúng ta vẫn giữ lễ đó bằng cách để tang 49 ngày. Và thưa đại chúng, cái gì mình cũng do quan niệm nè. Mình có sợ quan tài không? Sợ không? Sợ. Nghe chữ quan tài là thấy ớn phải không? Vậy mà người Trung Quốc, người Trung Hoa làm cái quan tài làm quà tặng. Người ta làm một cái quan tài nhỏ nhỏ, là trên cái nắp quan tài để 4 chữ: thăng quan phát tài. Nghe 2 chữ quan tài thì sợ, mà thêm chữ vô nó khác liền. Quan là thăng quan, tài là phát tài. Một quan niệm phải không? Cái chữ đó vô cái tự nhiên ngon lành liền. Đối với người Việt Nam mình, cái bắp cải trắng để làm kim chi á, nó có ý nghĩa gì không? Không. Nhưng mà người Hoa người ta quan niệm tốt. Tại sao? Ta kêu cái tiếng bạch trời, phát tài, bạch trời là cải trắng, mà cải trắng nghe cái âm nó giống giống vậy đó, giống giống là phát tài. Rồi Tết mình trưng cây quýt phải không? Tiếng Việt kêu cây quýt, quýt đâu có liên hệ gì tới Tết nhất đâu. Theo Tàu, Tàu kêu cắm cát, kim cát, kim là vàng, cát là cát tường. Trưng cái trái cắm cát đó lên, tượng trưng cho kiết tường. Mà đánh lộn ở trong rầm rầm vậy. Không trừng đánh nhau đá dằn hết cây quýt. Đó là quan niệm không? Quan niệm. Người Tàu có biết gì trái mãng cầu không? Người Tàu đâu kêu mãng cầu. Người Tàu kêu là thích ca quả. Người Việt kêu mãng cầu. Cho nên Tết mình để trái mãng cầu. Là tại tiếng Việt kêu vậy. Mình quan niệm cầu gì mãng nấy. Rồi để thêm chữ xoài. Tại vì người Tây, miền Tây kêu xài. Để thêm chữ dừa. Cầu, dừa, đủ, xài. Có 4 thứ không được. Dách gì xám xay. Tử tử không được, thêm món vô trái sung. Bây giờ ở đây không có sung, mua chôm chôm để vô. Chôm vừa đủ xài. Nhưng mà quý vị đem cái dĩa ngũ quả đó, quý vị đưa cho người Hoa là người Hoa không biết cái dĩa này dĩa gì. Vì mình là người Việt, mình nói như vậy, mình quan niệm như vậy, cho nên mình hiểu liền ta muốn nói gì.
Bây giờ á, Tết mình không có phải không? Làm cách khác nha. Phong bày cho quý vị bày dĩa trái cây Tết ha. Mua trái cầu, trái xài, để bỏ xả giữa cái hột quẹt có ga. Cầu xài xả ga. Nhưng mà đưa tàu là tàu không biết à. Vậy có phải người Việt Nam mình quan niệm không? Tất cả chỉ là quan niệm. Mình nghĩ gì mình làm nấy à. Cầu xài xả ga. Rồi bây giờ quý vị thấy á, mình lấy cái hình giấy đỏ đó mình cắt thành cái hình con người, xong rồi mình lấy cái bó xả mình kẹp vô cái hình giấy đó, mình đem ra góc ba mình lột chiếc dép mình đánh. Đánh tiểu nhân, đánh tiểu nhân. Tao đánh cho mày chết. Đánh xong rồi đó, tiểu nhân đi rồi đó. Quan niệm thôi. Sự thật là mình sống làm sao, cái quan trọng là mình sống. Mình sống không kẻ thù mới hay, chứ còn mình đập tiểu nhân chết mấy đứa giấy. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là người Việt Nam không kêu cái bó cải đó là cải kim chi, chứ không biết kêu cái tiếng đó là tiếng gì. Bây giờ người ta làm mấy cái bó cải trắng, người ta bán đầy ở mấy cái chợ tàu, mấy cái tiệm bán quà cáp, là vì cái củ, cái bắp cải đó kêu là bạch tròi, bạch tròi. Phát tài, phát tài. Người Hoa người ta cử số 4, tại vì người ta đọc là dách gì sắm say. Một ở gì đó, say là tử. Mình người Việt Nam đọc 1, 2, 3, 4, mắc gì cử số 4. Thành ra tất cả Pháp Hòa nói như vậy để một hình, một cái ví dụ. Một cái ví dụ mà mình tất cả đều là quan niệm. Cho nên có những cái mình quan niệm mà mình làm cho người khác, người ta không thoải mái, người ta bị khổ sở với mình. Cho nên cái này cũng mong đại chúng xét lại. Mình làm như thế nào để mình dung hòa. Thế hệ mới bây giờ người ta rất ư là thực tế. Thế hệ của mình trước kia thì rất ư là dị đoan, mê tín. Thành thử hai cái thế giới nó không có dung hòa được với nhau. Chúng ta là người trung đạo, tu theo đạo Phật, biết dung nhiếp cả hai mà làm sao phối hợp. Đó là đạo Phật. Đạo Phật mượn cái hình ảnh của văn hóa Việt Nam đưa vào trong Phật Pháp. Ví dụ như lì xì không có trong Phật giáo, cũng chẳng có trong văn hóa Việt Nam. Mình xài chung một văn hóa với người Hoa. Nhưng bây giờ nếu mình bỏ một đồng của mình lì xì, Tết nhất không có cái gì nhắc nhở cho Phật tử. Cho nên mình để một câu vô, để một câu vô để nhắc nhở. Sao bạn còn phải lo, sông kia đã có đò, cứ an vui tự tại, lọc về chất đầy kho. Buồn vui cũng có hạn, buồn vui cũng có hạn, tại bạn không chịu buông. Tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Mấy câu đó bỏ vô trong bao lì xì. Thay vì mình lấy mấy cái sâm này sâm kia mình bỏ vô. Mới đầu năm mở ra, đi xa, hư xe, việc làm mất job. Trời ơi, đầu năm mà đọc cái sâm đó là ta thấy không xong rồi. Thiếu gì những câu hay để vô đó. Thí dụ như cái câu Pháp Cú nó có hai cái câu nó đối với nhau. Thí dụ cái câu họ đối lại là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe.
Để câu đó, đừng để câu thứ hai. Câu thứ hai nó đối lại là tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Cái này là cái câu nó đối lại, nhưng mà bình thường giảng pháp thì nó hay, nhưng Tết nhất là cái lúc người ta thích nhận một cái câu lành thiện. Mình bớt câu thứ hai đi, để câu thứ một. Có sao đâu. Phật pháp là vô lượng nghĩa, mình hiểu nghĩa, mình làm cái gì nó cũng vô lượng. Thưa đại chúng, theo chương trình thì chiều nay Pháp Hòa sinh hoạt vấn đáp với quý vị. Hồi nãy giờ Pháp Hòa ngồi trong kia thì cũng nghe quý vị hát hò chút chút rồi ha. Chiều nay là mình có sinh hoạt vấn đáp ha. Kính thưa Thầy, cho con hỏi. Thường nhân gian có câu nói con gái hưởng đức cha, con trai hưởng đức mẹ. Ba mẹ con ly hôn, mẹ con lấy ba dượng, vậy con hưởng phước đức của ba nào? Này, phước đức của ba đào. Trước hết mình nói là hưởng, chữ hưởng này là gì? Khi mà nói là con trai nhờ đức cha, con gái nhờ đức mẹ, rồi thì cũng có một câu hỏi kế tiếp, họ nói vậy chúng ta nói rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, vậy thì cái chuyện hưởng này nó làm sao? Nếu nói vậy nó trật với nhân quả rồi. Thật ra thì không, chữ hưởng đó là gì? Mình hưởng là một phần, nhưng cái chính là ảnh hưởng. Mình sống mà ảnh hưởng, cái cách sống của mình nó ảnh hưởng đến con cái. Đó, bây giờ quý vị nghĩ, thí dụ như hàng ngày mà vợ chồng sống với nhau mà gây gổ mỗi ngày thì ảnh hưởng con nó là sao? Nó cũng câu có, nó quạo quọ mà mặt mày nó rất là khó, là gì? Nó ở trong một không khí, một cái không khí gây gổ của cha mẹ. Cho nên á, khi mà mình nuôi con á, nó có cái cộng hết á, cộng hưởng, tức là cộng phước hay là cộng họa. Ví dụ bây giờ á, mình đi ra ngoài cộng đồng, mình lường gạt bao nhiêu người, thì khi mà người ta biết được con của mình là con của mình, thì người ta mặc dù con mình nó tốt, nhưng mà thế nào người ta cũng đánh giá, thôi ba má nói vậy thì chắc cái người này cũng không nên, không ra gì. Thậm chí chỉ cần nghe tên ba má nó thôi là người ta từ chối nó, không muốn tiếp xúc và không muốn con người ta tiếp xúc nó, vì ảnh hưởng. Và ví dụ bây giờ mình đi ăn cắp của người ta, mình đem mình vui, mình nuôi con mình, mặc dù là mình con mình không có suối biểu gì, nhưng mà nó có cái cộng hưởng đó. Nó có cái cộng hưởng của cái mà mình đi ăn cắp về. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta, cái nhân quả là gì? Có nhiều khi cái nhân nó ảnh hưởng. Thông qua ví dụ như bây giờ mình trồng dưa leo, mà nếu như mình trồng, người ta nói là nếu mà trồng gần khổ qua, có thể cái dưa leo nó bị đắng. Mặc dù dưa leo nó vẫn có mặt, nhưng mà nó ảnh hưởng cái vị đắng của cái đó. Rồi quý vị đem mà hương, cái mùi hương thơm đó, quý vị để đâu đó thì cái mùi kia nó bán đi. Cho nên trà mà đem để chung với thức ăn thì thế nào trà này cũng bị sao, cũng ảnh hưởng cái mùi thức ăn đó. Rồi một cái nhà đó, người ta đang chiên chả giò, chiên cá, chiên gì đó, nấu thức ăn có mùi. Mình đi vô đó, hồi mình bước ra thì sao? Áo quần mình nó cũng có mùi. Mặc dù mình không phải là người đích thân nấu, nhưng mình ở trong một cái môi trường, nó có cái hương vị đó, thì ít nhiều gì mình cũng ảnh hưởng. Quý vị, mình có bao giờ mình nhận ra rằng mình gần cái người nào đó, một thời gian sau mình ảnh hưởng người đó không? Bạn bè chơi với nhau thôi còn ảnh hưởng, chứ đừng nói con cái. Cho nên ở đây là, đó là mình giải thích về cái mặt ảnh hưởng. Và mình nói là con nhờ đức của ai đó. Cái chữ đức là gì? Anh hãy nhìn lại cách sống của anh. Người ta nói như vậy để mình chỉnh đốn cách sống của mình. Và cuối cùng con nào nó cũng ảnh hưởng giữa cha mẹ hết. Đứa ảnh hưởng đứa này, đứa ảnh hưởng người kia vậy thôi. Còn ở đây là câu hỏi chính xác luôn là bây giờ ba mẹ con ly hôn rồi thì con ảnh hưởng cha nào? Cha dượng không ảnh hưởng gì hết.
Nếu mà nói về ảnh hưởng chính thức là cha ruột của mình, tại vì cái dòng máu, dù ba mẹ ly dị nhưng mà dòng máu của mình đâu có ly dị được, phải không? Mình, ba mình, mẹ mình có ly dị cỡ nào, như thế nào đi nữa thì giữa mình với ba mình vẫn là ba mình. Nói như vậy để rồi trở lại một chuyện nữa là nếu quý anh chị nào có giận ba mình ở một phương diện nào đó đối với mẹ mình, nhưng cái chuyện đó chuyện người lớn, các anh chị vẫn ráng làm sao giữ được mình làm người con của ba. Thủy chung mình không từ chối được, mình không có từ chối sự thật được, mình vẫn là con của vị đó. Vị đó lỗi thì lỗi với mẹ, nhưng mà cũng có thể họ lỗi với mình, nhưng mà sự thật là mình không chối cãi được cái dòng máu đang ở trong người mình, 50% là của người đó. Cho nên nếu cuối cuộc đời người cha đó cần có mặt của mình, mình đến để làm gì? Để tận cái nghĩa, cái ân. Dù sao đi nữa người đó cũng đã cho mình cái hình hài này, mặc dù họ đối với mình cuộc sống bình thường này nó hơi lạnh cảm, có thể là vô nghĩa, nhưng người xưa dạy mình, ông bà Việt Nam dạy mình, nghĩa tử là nghĩa tận, người chết là cái nghĩa nó tận cùng. Cho nên hãy vì cái nghĩa tử đó mà chúng ta có mặt cho người đó, dù trước đó lúc sống chúng ta không có được cái sự quan hệ tốt. Còn nếu mà nói về ảnh hưởng, tùy theo cái khả năng. Nếu mình còn nhỏ của mình ở với ba dượng thì nhiều thì mình sẽ ảnh hưởng nhiều trong cái cách sống, trong cái môi trường, chuyển môi trường khác. Còn nếu mình lớn lên rồi mình không có gần gũi cha thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Con xin thầy giải thích cho con được hiểu về thế nào lòng biết ơn cuộc đời và sống thế nào để tỏ lòng biết ơn đó, và sống thế nào là an lạc trong tâm. Một trong những điều hạnh phúc Đức Phật dạy, một trong những điều hạnh phúc và quý báu trong cuộc đời á, là người biết ơn và đền ơn. Vì chúng ta biết ơn không chưa đủ tốt, nhưng mà cái đó là mới có một cái bước đầu, là mình nhận được cái ơn mà ai đó làm cho mình là mình biết ơn. Nhưng nếu chỉ biết ơn mà không sống để mình đền ơn thì nó uổng đi. Vậy thì trong cuộc câu hỏi là làm thế nào để tỏ được cái lòng biết ơn cuộc đời và sống thế nào để biết ơn đó. Phong vào ví dụ như là nước cho mình nguồn sống, phải không? Như vậy thì mình biết ơn nước, thì mỗi lần mình mở nước mình xài thì mình đọc bài kệ mở nước: nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mình đọc xong cái bài kệ đó rồi thì mình không có phung phí nước. Ví dụ mình đánh răng, một là mình lấy cái ly mình hứng nước, còn không mình mở nước xài thì lúc đánh răng thì mình tắt nước đi. Để ví dụ mình đứng mình đánh răng tới 5 phút, không lẽ mình để nước chảy khơi vậy 5 phút sao? Như vậy một cái giây phút nào mình sử dụng mà mình biết tiết kiệm về cái mặt đó, mình bảo hộ được cái đó gọi là biết ơn. Ví dụ như chiếc xe mình lái 8 tiếng rồi, nên kiếm chỗ dừng lại tắt máy một chút để cho nó được nguội cái máy xe, thì cái đó là biết ơn chiếc xe. Thì cái lá phổi của mình á, cái lá gan của mình nó làm việc cho mình. Nhưng mà mình hỏi lại coi mình mấy mươi năm nay nó làm việc không ngưng nghỉ, tại vì nó nghĩ là mình đi rồi. Nó mà nghĩ là mình xong rồi cho nên nó không ngưng nghỉ. Nhưng mà thử hỏi trong bao nhiêu năm qua mình đã đem cái gì vào trong cơ thể mình để nuôi cái lá phổi lá gan mình. Như vậy là mình nhận ơn lá phổi lá gan mà mình không biết cách đền ơn nó. Như vậy cách đền ơn nó là gì? Bảo hộ cho nó. Bất cứ một cái gì trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn kỹ là chúng ta đều nhận ơn. Ví dụ điện, không có điện là khó chịu lắm, tại mình quen rồi. Mở bất cứ cái gì mở điện lên là có sử dụng liền. Đôi khi những lúc đó mình không thấy là nó quý. Cái bữa nào cúp điện cái là mình thấy trời ơi, cúp điện một tiếng đồng hồ là mình kẹt cứng không biết làm gì. Ví dụ vậy. Vậy thì khi mình nhận cái ơn của điện thì mình xài, mình biết tiết kiệm điện. Bất cứ cái gì trong cuộc sống này, thiên nhiên trời đất mà
thiên nhiên mà không có tốt mình cũng ảnh hưởng, ví dụ như là cháy rừng, bão lụt, thiên tai, cho mình cũng có cái trách nhiệm sống như thế nào để bảo vệ môi sinh. Vậy cho nên cái quán nguyện thứ tư á, khi mình ăn cơm á, cái quán nguyện thứ tư là nguyện là sao? Nguyện ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi loài, nuôi dưỡng được cơ thể, bảo hộ được trái đất và môi sinh. Đó là cái quán nguyện của người Phật tử khi ăn cơm. Quý vị học năm cái phép quán đó. Và trong cái quán thứ tư đó có câu đó, xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi người, mọi loài. Trong đó có đời sống gia đình mình, ăn uống dễ dàng một chút để đừng làm khó dễ người thân mình, thiết thực ngay trước mắt. Còn cái chuyện mà mình không ăn con này con kia là đúng rồi. Nhưng mà cái người mà nấu ăn cho mình mà mình đơn giản, mình dễ dàng, họ cũng đỡ khổ lắm. Cho nên ăn uống như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi người, trong đó có người thân mình, ăn uống dễ dàng. Nhiều lúc mình đói bụng, chỉ cần có miếng gì lót dạ, lỡ người đó nấu làm sao, mình có cách bào chữa, chữa lại để cho nó khá hơn. Thí dụ mặn quá mình thêm miếng chanh, thêm miếng nước cho nó giảm cái mặn lại. Lạc quá mình thêm tí muối. Nói chung là cuộc sống nó chỉ cần thêm chút, bớt một chút mà nó cũng vừa ăn. Cái quan trọng là chúng ta đừng có vì cái chuyện chút xíu đó mà chúng ta làm lớn chuyện, rồi cuối cùng gây chuyện cho ta nói toàn là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà tại vì những cái nhỏ mình không nhặt, phải không, mình cứ để nó bừa bãi ra đó, thành thở ra nó không phải là nhỏ nhặt nữa mà nó thành chuyện lớn. Cho nên biết ơn là tốt, nhưng nên cố gắng làm sao để chúng ta đền cái ơn đó bằng cách sống của mình. Mình biết ơn cha mẹ, nhưng phải sống như thế nào để đền ơn cha mẹ. Những điều này Pháp Hòa hay nói trong những lễ cưới của các bạn trẻ. Và khi con nhận ra được ơn của cha mẹ con giây phút này, thì con phải make một cái commitment, một cái lời hứa là vợ chồng con phải sống như thế nào để đền cái ơn đó của cha mẹ. Mà cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn, dựng vợ gả chồng cũng đâu có mong gì hơn là mình có hạnh phúc. Chứ đâu ai muốn con đem con mình mà gả cho một người mà làm khổ con mình đâu. Cho nên thấy con mình hạnh phúc là cha mẹ vui. Vậy thì sống như thế nào để cho cha mẹ vui, một phần cũng tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Còn cái chuyện mà mình an lạc trong tâm là vì sao? Là khi chúng ta biết nhìn cuộc sống bằng một cặp mắt tích cực. Không có cái gì mà gọi là the end of the world, là coi như là tận cùng, tận thế. Chuyện gì nó cũng có thể nó luân lưu được. Cha mẹ mất, các con có khi cúng chay, có khi cúng mặn, như vậy có tốt cho hương linh không thầy? Cái vấn đề cúng chay cúng mặn không phải là gọi là tốt xấu gì ở đây, nhưng mà để giúp trợ duyên cho người sống và người mất, mình làm một cái lễ cúng cho người mất. Nếu mình có thể thực hiện được cúng chay thì nó tốt cho cả hai, mình và người, tức là mình đem cái tâm thuần an lạc thanh tịnh. Còn nếu quý vị có cúng mặn, đó là do phong tục văn hóa của mình cũng không sao, nhưng nếu cố gắng cúng được cái chay thì nó sẽ có cái phần tốt cho cả hai. Mà mặn thì cũng tốt cả hai đó, ăn hết. Nhưng mà mình thấy cái mình vì người mất mình cúng thì nên lựa cái gì thanh tịnh, không có những cái ý nghĩ như là sát hại, trộm cắp. Ví dụ bây giờ trời, nhà kế bên nó bưởi ngon quá, tối nay qua hái ăn cắp vài trái về cúng dỗ ba. Thì cũng là cúng, nhưng mà đồ là đồ ăn cắp. Cũng như thế, nếu mà mình vì cái người thân mình mất mà mình tạo cái nghiệp sát, ví dụ như là cắt cổ gà, cổ vịt vân vân, thì cũng là cúng. Nhưng mà trong quá trình cúng đó đã đi đến một cái quá trình gì? Quá trình
của ý nghiệp, ý niệm về sát hại cũng như hành động về sát hại. Còn mình cúng chay được thì thuần chay, thì cúng cho người mất đó thanh tịnh từ đầu đến đuôi. Đại ý là vậy. Mà thường á, mình cúng chay á, mình đứng mình tụng thời kinh á, tự nhiên mình không có cảm thấy nó khó chịu. Xin cho con hỏi, mấy năm trước hai vợ chồng con đi Thái Lan, chồng con có thỉnh một mặt dây chuyền Phật. Trong mặt dây chuyền nhà chùa có nói là xá lợi của các vị cao tăng. Khi đem về nhà tụi con không biết phải làm sao. Chồng con thường đeo mặt dây chuyền ấy có bị tổn phước không? Kính xin thầy hoan hỷ. Thưa đại chúng, cái chuyện xá lợi đó có thật không thì mình không có biết. Nhưng mà thông thường á, xá lợi không dễ cho như vậy. Vì xá lợi là một cái kết tinh của kết quả của một vị tu hành. Và nếu có đi nữa người ta rất là quý, chứ người ta không có đem làm nhiều để bán trong các cái mặt dây chuyền để cho mình đeo một cách đại trà như vậy. Thì cái này người ta nói thì người ta nói, nhưng mà mình là Phật tử, mình nghe, mình phải có cái suy xét để mình thực hành. Đức Phật dạy chúng ta nghe bất cứ việc gì, dù đó là lời của Đức Phật, nhưng chúng ta cũng phải dựa trên ba nguyên tắc để chúng ta mở mang trí tuệ hiểu biết của mình. Một là chúng ta phải nghe bằng trí tuệ, gọi là văn tuệ. Thứ hai là chúng ta phải suy nghĩ bằng trí tuệ, gọi là gì? Tư tuệ. Thứ ba, chúng ta phải thực hành bằng trí tuệ, gọi là tu tuệ. Cái này nhà Phật trong danh từ Phật học gọi là tam tuệ học, văn tư tu. Còn nói rõ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Ví dụ mình nghe người đó dạy mình ăn chay tốt, rồi nghe mình thấy cũng có lý, nhưng mình phải suy nghĩ là mình ăn chay như thế nào để phù hợp với sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Thí dụ bây giờ hoàn cảnh mình chưa ăn chay trường được, mình có thể ăn chay tháng 10 ngày thôi. Đó, mình có suy nghĩ, mình biết hoàn cảnh của mình thì cứ ăn 10 ngày theo hoàn cảnh của mình. Vì mình có suy nghĩ, mình biết được hoàn cảnh của mình tới đâu. Nhưng nếu mình thấy người kia ăn chay trường, mình bắt cách trước mình ăn chay trường, nhưng mà trong khi đó hoàn cảnh mình chưa được, mình còn phải lo biết bao nhiêu việc, và thậm chí gia đình chưa hoan hỷ, mình miễn cưỡng mình tu như vậy, nó không mang lại kết quả tốt, mà nó làm cho người nhà mình phiền não với cái tu của mình. Như vậy văn tư tu chúng ta phải suy nghĩ. Thì ở đây, nếu thật sự là xá lợi của Phật, của Thánh Tăng đeo tốt không sao. Nhưng mà thường xá lợi không dễ mà người ta làm. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, hàng ngàn người vô chùa thỉnh thì cái dây như vậy, xá lợi ở đâu mà chia dữ vậy? Thời cái chuyện đó mình tin thì cái đó niềm tin của mình. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ nhắc nhở, mình làm việc gì mình phải có một cái tư duy. Để không thôi thì sao? Mình tin nhưng không hiểu thì nó thành mê tín. Còn mình tin mình hiểu gọi là chánh tín. Thế nào là chánh tín? Vì mình hiểu cái đức tin của mình là gì. Ví dụ ha, mùa Phật đản mình đi tắm Phật. Nhưng nếu mình hiểu rằng á, tại sao phải tắm Phật? Phật là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho thiền định, hoa là tượng trưng cho đạo đức, giới định tuệ. Thì trí tuệ của mình có sẵn, Phật tánh của mình có sẵn, nhưng mà không có ai khơi, cho nên giống như bụi nó phủ lên, tâm của mình bị bụi nó phủ lên. Hôm nay nhân ngày Phật đản mình lấy nước này mình dội tắm cho tượng của Đức Phật, là cũng để nhắc nhở mình gột rửa, dội bớt những cái phiền não bụi bặm đó bám ở trên thân tâm của mình. Thì mình hiểu được như vậy, cho nên cái lễ tắm Phật này á, không có mê tín. Thí dụ như mình lại múc miếng nước liếm vô, uống miếng rồi thoa đầu rồi vậy đó, đâu có sao, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà ta nhìn cho nó nói này còn mê hả? Nhưng mình hiểu rồi. Hoặc là ai đó đã phá cái chuyện tắm Phật,
thì người ta nói trời ơi, tự nhiên cả năm không tắm, đợi tới ngày đó đem ra tắm bụi không, người ta nói vậy. Cái mình cũng có lý ha. Còn mình hiểu tại sao phải tắm Phật và ý nghĩa tại sao chúng ta lấy nước, lấy hoa để tượng Phật vô đó phối hợp lại. Việc gì chúng ta làm, chúng ta hiểu được cái nghĩa thì chúng ta không mê. Làm mà không hiểu thì gọi là mê. Cho nên tin thì ai cũng tin, nhưng có điều tin hiểu và là tin không hiểu. Tin không hiểu là mê tín, mà tin mà hiểu là chánh tín. Cũng giống như mình nè, nói chuyện với nhau mà không hiểu ý nhau, cho nên gọi là hiểu mà hiểu gì? Hiểu lầm. Sở dĩ trong cuộc sống này chúng ta thường hiểu lầm nhau là vì chúng ta đâu có nghe trọn nhau đâu. Chúng ta đâu có nghe hết câu chuyện, chúng ta không nhìn thấy hết, chúng ta không hiểu, không thấu, cho nên hiểu lầm. Và hết hiểu lầm thì sao? Huề, không có giận hờn nhau nữa. Như vậy thì trong cuộc sống này, giữa mê với giác nó khác nhau chỗ nào? Nó có xa không? Không có xa. Giác, mê chỉ một tơ tóc. Không thấu đáo thì là mê, thấu đáo là giác. Cho nên á, cuộc đời này vẫn khổ, vẫn có sanh già bệnh chết. Nhưng với người hiểu sanh già bệnh chết thì người ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng người ta không khổ vì sanh già bệnh chết. Còn mình vẫn sanh già bệnh chết mà mình không chấp nhận sanh già bệnh chết, mình tìm mọi cách mình chống lại sanh già bệnh chết mà mình vẫn chết, cho nên mình khổ. Cuối cùng mình đã chắc chết. Và đừng lo gì hết, tại vì trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Chỉ có chết là chắc thôi, không có gì chắc hết á. Cho nên người ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng mà người ta hiểu nó. Cho nên lúc sanh, lúc sống, người ta sống trọn vẹn. Rồi sao sống trọn vẹn? Lúc già, người ta hưởng tuổi già. Lúc bệnh, người ta bằng lòng bệnh và chữa bệnh, mà chữa không hết người ta bằng lòng chết, chứ không phải là đi tìm tới cái chết. Nhưng mà người ta nhận được nó và người ta sống với nó, cho nên người ta vẫn sanh già bệnh chết mà người ta không có bị bì lao khổ đau. Còn mình á, thấy già không chấp nhận, cho nên tìm mọi cách quẹt lên cho nó bớt già, nhưng mà ban ngày thôi chứ ban đêm nó vẫn trở về nguyên thủy. Thế đó là mình không có tội lỗi gì hết, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mình nói để mình thấu đáo, mình hiểu. Mình hiểu được sự thật. Ví dụ như bây giờ ai mà không muốn người thân mình sống lâu. Nhưng mà trên sự thật là người thân mình đã qua đời. Cái vấn đề ở đây là chúng ta mở lòng chấp nhận sự thật và thương người đó, không có phải là lụy rồi chết theo, mà là sống như thế nào để nói lên được cái tấm lòng mình trọng ân và theo cái đức, theo cái tâm nguyện của vị đó. Giống như các bậc tổ thầy của mình đã qua đời, nhưng đâu có nghĩa là ngày nào mình cũng ngồi mình khóc, mình nói mình nhớ thầy, thương thầy, nhưng mà mình sống theo cái lời dạy dỗ của thầy. Cho nên Đức Phật dặn là các vị thờ tôi mà các vị không hiểu tôi, nghĩa là quý vị đang phỉ báng tôi. Mình thờ Phật thì mình phải hiểu Đức Phật. Hiểu Đức Phật rằng Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài bỏ cả bao nhiêu những cái gì mà Ngài có để Ngài tìm ra con đường đạo lý cho mình. Như vậy thì cái chính yếu là Ngài muốn chỉ cho mình con đường đạo lý mình đi. Còn cái chuyện mình có thờ phụng Ngài cách nào đó là tùy lòng của mình, khả năng hoàn cảnh của mình, chứ Ngài không đi tìm cái đó. Nếu mà bỏ ra một cuộc đời đi tu, bỏ một cung vàng điện ngọc của một thái tử đi đi tu để cần người ta thờ phụng như vậy, thì cái giá trị đi tu của Đức Phật không có cao. Giá trị đi tu của Phật bình thường quá. Đi tu chỉ để chờ người ta thờ phụng mình theo cái tâm ý của mình, không phải vậy. Quý vị thờ Phật cách nào cũng hoan hỷ hết. Còn nếu lỡ hoàn cảnh mình không có thể thờ Phật được vì bất cứ lý do nào, hành theo lời Phật. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, trên đời này người nói pháp là quý nhất. Người nói pháp quý lắm,
Tại vì nói cho người ta hiểu mà. Nhưng không hiểu bằng người biết pháp. Người nói pháp quý nhưng mà người biết pháp quý hơn. Và người biết pháp không bằng người hiểu pháp. Người hiểu pháp không bằng người hành pháp. Như vậy rốt cuộc cái gì quý? Hành pháp. Tại mình biết pháp là một, hiểu pháp là cũng tốt rồi, nhưng quan trọng hành pháp. Ví dụ như mình nói đây là cái gì? Đây là bình hoa. Rồi gì nữa không? Tôi biết cách cắm hoa. Nhưng mà tôi chỉ biết bông này tên gì, đây là bình hoa, và tôi biết đây là một cái bình hoa đẹp, biết hết nhưng không bao giờ làm. Thì mãi mãi người này chỉ biết vậy thôi, chứ không có cắm hoa. Cho cái quan trọng là mình thực hiện cái chuyện cắm hoa. Cho nên hồi nãy có một em, một vị Phật tử vô hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, trong bên Thiên Chúa giáo có xưng tội, Phật giáo có cách nào để nói lên tội lỗi của mình không? Dạ có, sám hối. Nhưng mà nếu con hối hận, con sám hối mà không hết, là tại vì con cứ hối hận hoài cái chuyện con làm. Thì Pháp Hòa mới nói, nếu mình chỉ hối hận cái việc mình làm, rồi làm cho con người mình nó u uất, nó trầm tư, nó khổ lụy, thì cái này mình sẽ vướng vào ngũ cái. Ngũ cái tức là năm cái mà nó sẽ ngăn che mình. Chữ cái là ngăn che, trở ngại mình. Trong đó có giải đãi, nghi ngờ, tán loạn, hôn trầm, trạo cử, hoặc là hối hận. Ủa nói tại sao? Hối hận là tốt chứ, người làm lỗi phải hối hận chứ. Hối hận mà không có sửa cái gì để cho cái, để phục hưng lại cái điều mình hối hận, thì cái hối hận này nó chỉ trầm, nó chỉ trầm mình thôi. Đức Phật không có muốn mình dừng ngay đó. Hối hận là tốt, hối hận là một tâm thiện. Nhưng mà nếu mà hối hận mà dừng ngay đó rồi ngày nào cũng khổ hết. Tôi hận tôi làm khổ ba má tôi, tôi hận tôi làm khổ vợ tôi, thì cứ nói vậy hoài mà không có chịu sửa đổi cái gì hết, thì người này chỉ hối hận mà cái hối hận này nó sẽ trì trệ, nó không cho họ tiến bộ. Mình hối hận nhưng mà phải thay đổi cái cách sống của mình để nói lên sự hối hận của mình. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên Phật giáo á, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, và quý vị cũng nên để ý cái này. Khi chúng ta nhận diện một cái gì rồi, đừng dừng ngay đó, mà phải làm cho sự việc đó tốt đẹp hơn. Ví dụ như mình nhận diện rằng cái bình hoa này nó méo, nó không có được đẹp, thì mình tìm cách mình giúp cho nó đẹp lên. Cái đè bàn này để nó không có ngay thì lên chỉnh cho nó ngay. Đi ngang thấy bao rác, lụm rác bỏ. Trong cuộc sống mà chúng ta nhận diện cái gì nó chưa hay, mà chỉ cần mỗi người chúng ta góp một bàn tay, một chút việc, thì cái này đúng là chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng mà nhỏ nào mình cũng nhặt hết thì cuối cùng không có chuyện gì đại sự cả. Tại vì việc gì mình cũng đã giải quyết ngay từ khi nó chớm. Thì cái này Phật giáo gọi là gì? Chuyển nghiệp. Vậy thì chữ chuyển nghiệp đâu phải làm gì ghê gớm đâu. Chuyển cách sống, chuyển cách sống thôi. Hồi xưa tôi ăn nói không có kỹ càng, không có chánh niệm, không có suy nghĩ kỹ. Kể từ khi quy y rồi, tôi vẫn nói nhưng mà tôi suy nghĩ kỹ lời nói trước khi nói. Như vậy thì đâu ai cấm mình nói, nhưng hãy nói một cách có tư duy. Để chi? Để mình thốt ra cái lời nói đó là lợi, là vui vẻ rồi, mà người nghe cũng vui vẻ, gọi là lợi cả hai. Đức Phật không có muốn chúng ta làm điều gì mà chỉ lợi một bên thôi, dù là mình hay người kia. Nhưng mà tốt nhất là nên lợi cả hai. Ví dụ như là sáng mà nói, nếu mình nấu một món ăn mà chỉ mình ăn được mà người khác không ăn được, như vậy thì lợi ai? Lợi mình. Còn nếu mình nấu mà người ta ăn được, mình không ăn được, thì lợi người ta. Nhưng cũng không có bằng là sao không lựa nấu gì mà cả hai được ăn, nó thoải mái hơn. Như vậy thì mình nói một điều gì, mình làm một cái điều gì mà cả hai đều vui vẻ hạnh phúc, nó vẫn tốt hơn, nó vẫn tốt hơn. Cho nên á, trong một cái cộng đồng chúng ta làm việc chung á,
chúng ta hay có cách xử như thế này: đa số thắng tiểu số. Mình hay lấy cái biểu quyết kiểu vậy á, đa số thắng tiểu số, đa phần là người ta làm theo cách đó. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm hơn á, vậy thì tại sao cái thiểu số này không đồng lòng? Vì người cha ta chưa hiểu trọn vẹn điều gì chúng ta đang làm, mới có cái sự không đồng ý. Vậy thì bổn phận của chúng ta phải giải thích và phải làm sao để cho cái số nhỏ đó chưa đồng lòng đó, họ hiểu trọn vẹn vấn đề để họ cùng đồng lòng với mình luôn. Như vậy thì nó sẽ hay hơn. Đại chúng toàn thể đã đi tới cái thống nhất. Chứ còn cái thiểu số thì họ phục tùng, nhưng mà thật sự phục có thể họ tùng mà họ không phục. Người ta kêu phục tùng nghĩa là khâm phục và tùng theo. Tùng là làm theo, nhưng có thể người ta tùng mà người ta không phục. Thí dụ biểu người ta đi con đường đó, vì mọi người quyết định đi họ sẽ đi, nhưng trong bụng họ không vui. Tôi đã nói rồi, con đường này đi không có được mà cãi tôi. Thí dụ vậy. Như vậy họ càm ràm trong suốt chuyến đi, mình nghe mình cũng mệt nữa. Quý vị thấy cái điều họ nói không? Thành tử ra sở dĩ cái số mà người nhỏ họ không đồng lòng gì, họ chưa trọn hiểu. Thì chúng ta làm sao để họ cùng một cái hiểu với mình, để tất cả đi tới cái chỗ gì? Thống nhất, gọi là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tăng là một đoàn thể. Tự quy y tăng, trở về với tăng là một đoàn thể, từ 4 người trở lên. Để làm gì? Con về nương tựa tăng, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng. Như vậy bây giờ 99 người ta thống lý, còn có một người chưa. Như vậy người này vẫn bị left out. Thì cái vấn đề ở đây là người ta sẽ thấy được cái lỗ hổng của chúng ta. Trong số này có một người đang chống bán, và chúng ta làm sao để một người đó cùng hội nhập được, thống lý đại chúng, để đi đến cái chỗ gì? Nhất thiết vô ngại, không còn một sự trở ngại nào hết. Tại vì chúng ta đã giải quyết, giải tỏa được mọi vấn đề. Cho nên á, Đức Phật dặn chúng ta làm sao có để có được trí tuệ. Chúng ta nghe pháp, nhưng mà chúng ta không có tư duy về pháp, nguy hiểm lắm. Nghe mà không suy nghĩ là nguy hiểm lắm. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị thỉnh cái dây đeo này nè, rồi bây giờ bỏ thì sao? Sợ tội, đeo thì nghi ngờ. Còn nếu ngay lúc đó mình có suy nghĩ, khỏi mua. Khỏi mua thì bây giờ khỏi bắt đầu đứng giữa ngã tư, ngã ba đường, đeo hay không? Ủa xá lợi ở đâu mà đại trà như vậy? Nếu mà có xá lợi người ta quý lắm chứ. Mà nếu cái này mà quý mà để bán như vậy đây nè, thì chưa chắc xá lợi này đã quý. Nếu mà thật sự nó quý thì chỉ cho những ai đủ duyên, hoặc là phổ đồng điều tặng, chứ không có vấn đề bán buôn trong này. Vậy thì ngay khi mà chúng ta có được một cái giây phút chúng ta khựng lại, chúng ta có tư duy, thì chúng ta không có mua. Ví dụ như mình nghe người ta đổ đó, người ta nói ở chỗ đó chuyên môn bán đồ ăn cắp, Thailand nó bán có 2 đồng hũ, chùa sắp sửa có lễ cúng trai tăng nè, lên gom 100 hũ về cúng mấy thầy người hũ. Thì mình nghe là sướng quá rồi, trời ơi sao. Cái bắt đầu nếu mình không có đủ tư duy thì đúng là mình làm việc tốt Phật độ ha. Phật độ đi mua được đồ sale cúng dường. Thật ra thì cái tâm đó tâm tốt của mình, nhưng mình thiếu cái suy nghĩ là mình làm như vậy người có phải là một hình thức khuyến khích, phải không? Như vậy mình cúng dường là tốt, nhưng mà trong cúng dường này không có giới. Vì nếu có giữ giới thì đâu có làm chuyện đó. Cho nên trong luật ba la mật ha, bố thí trì giới nha. Vậy thì trong bố thí có giữ giới không? Có không? Có. Tại vì bố thí mà không giữ giới thì bố thí đi chôm cho làm sao? Thí dụ quý vị thấy có quà cần cái dù, nghìn giáo giác có ai để cái dù hở chôm cái dù, nó thầy cầm cái dù này đi đồ chùa. Vậy thì cúng dường nhưng mà đồ chôm. Vậy thì bố thí này nhưng mà bố thí không có giới. Trong lục độ mà bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục ba la mật. Nhưng nó không phải là 6 cái pháp riêng biệt. Lục ba la mật không phải là 6 pháp riêng biệt, mà nó là 6 pháp trong một pháp, phải có những pháp kia. Thí dụ bố thí mà không nhẫn nhục,
người ta khen chê bỏ liền. Vậy thì bố thí này thiếu nhẫn nhục. Đi làm công quả là bố thí công sức của mình nhưng không có nhẫn nhục, người ta khen làm chết bỏ, người ta chê bỏ đi về. Thì như vậy bố thí này thiếu nhẫn nhục, bố rồi làm công quả thiếu trí tuệ, cho nên càng làm càng phiền não, vì không đủ trí tuệ, không đủ giới định. Như vậy thì trong một pháp phải có tất cả các pháp khác. Vì vậy mà thay vì thắp ba cây hương giới, định, tuệ, chúng ta thắp một cây hương cũng được. Vì sao? Vì một cây hương mà có đủ hai cái kia, hương giới vẫn có định có tuệ, hương tuệ vẫn có giới có định, hương định vẫn có giới có tuệ. Cho nên thắp một cây là đủ. Thay vì ba cái hương là hương giới, hương định, hương tuệ, bây giờ chúng ta thắp một cây, vì trong một nó có cả hai cái kia, nó có cả ba. Giáo lý của Đức Phật nó có một cái hay á, là trong cái này nó phải có cái khác. Phong và ví dụ như trong cái thấy có trí tuệ không? Có không? Nếu mà thấy mà không có trí tuệ thì thấy sai, gọi là tà kiến, mà có trí tuệ là chánh kiến. Trong cái thấy có tư duy không? Có. Nếu mà nghĩ sai là tà tư duy ở trong cái thấy của mình. Như vậy thì ngay bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, nó cũng không phải là tám con đường riêng lẻ, mà nó là một con đường có tám cái nhánh. Nó sẽ làm cho một con đường này trở nên phong phú, giàu có, đẹp đẽ do cái sống của chúng ta. Cho nên á, người Thái Lan á, người ta cũng dạy con người ta, khi lớn lên á, người ta dạy con người ta một điều: phòng bệnh trước khi chữa bệnh. Đợi tới bệnh rồi mới chữa sao bằng. Ăn uống cho cẩn thận. Thật ra tất cả bệnh từ đâu? Từ ăn uống hàng ngày thôi. Mà nếu ăn uống cẩn thận ngay từ đầu thì đâu có bệnh. Mà mình đợi tới bệnh rồi muốn uống thuốc, vậy thì uống thuốc với ăn cái nào hơn? Ăn vẫn tốt hơn uống thuốc, tại vì quá trình chế thuốc vẫn có những cái side effect, phải không? Có những cái gọi là gì phản ứng phụ. Con không phải Phật tử và chưa có quy y, mà con muốn xin thầy ban cho con pháp danh được không thầy? Thì mình muốn tên gì thì cũng được thôi, nhưng mà mình chưa quy y. Cái nào nó cũng có cái hay của nó. Vậy thí dụ bây giờ mình chưa quy y thì mình chưa phát nguyện. Chưa phát nguyện quy y thì mình chưa có nương vào cái nguyện của mình. Tuy nhiên nếu như trường hợp vị này có thể là có một lý do nào đó chưa quy y được, mà xin một cái tên cũng tốt, để làm chi? Nương cái tên đó mà sống. Giống như Phật tử quy y rồi cũng có pháp danh đó. Vậy thì quý vị nương Tam Bảo, nương Năm Giới, và đồng thời nương theo cái tên của mình. Ví dụ như mình được cái pháp danh là Tâm Lạc, nghĩa là giữ cái tâm mình cho luôn luôn có an lạc. Bất cứ việc gì nó đến, tâm an lạc của mình đem ra tiếp nhận. Cũng giống như người vui vẻ bước ra cửa tiếp hết tất cả mọi dạng khách. Chứ còn mình bây giờ tâm không an lạc là lựa khách. Lựa khách nào mình thích mình mới tiếp. Còn người an lạc thì ai cũng tiếp. Mình vui vẻ với tất cả. Vậy thì mình nương một cái tên đó. Cho mình chưa quy y vì lý do nào cũng không sao. Còn đủ duyên thì mình xin một cái pháp tên. Có nhiều vị nói con chưa đủ duyên quy y. Thôi nếu đủ duyên xin quý thầy cho con một cái tên, để con dựa theo cái tên là con sống trước. Cũng tốt thôi. Bất quá chưa có con mà chọn tên sẵn như. Thưa thầy, sát sanh con vật nhỏ và con vật lớn có khác biệt gì không? Đâu có khác biệt gì đâu. Con kiến cũng là một mạng, con trâu cũng là một mạng. Tại vì cái nào cũng là một sự sống của chúng sanh. Cũng giống như không lẽ mình nói đánh giết đứa con nít với người lớn. Đó, nó một sinh mạng mà. Nhưng mà
trong Phật giáo Đức Phật hay dạy chúng ta cái lỗi của mình nó có 3 phương diện: một, tự mình làm; hai, xúi người ta làm; ba, thấy người ta làm mình vui theo. Lỗi mình nó có 3 cách: tự làm, xúi người khác làm và thấy người khác làm vui theo. Thí dụ mình hồi nãy đi ngang, tự mình ăn cắp, xong rồi đi ngang ngoắt đứa con lại: con ghé chỗ đó đi, má mới chôm nó đó. Con đi lại đó con chôm đi, con giả bộ làm y như má vậy không ai biết hết. Thế là xúi người ăn cắp. Nhưng mà mình chả hay biết gì hết, con mình nó ăn cắp trước, nó về nó khoe: trời ơi con má công nhận giỏi thiệt á. Thì cái này là gì? Tùy hỷ với việc làm của nó. Cho nên nhiều khi á, việc làm lỗi của ai mình tùy hỷ theo cũng là lỗi. Thì ngược lại phước cũng thế, phước cũng vậy. Nếu ai đó làm một việc phước mình không có khả năng làm, nhưng mình hãy tùy hỷ theo cái phước rồi đó làm, mình vẫn có phước. Nhân quả là công bằng. Nếu mình vui theo cái việc sai của người khác là có lỗi, thì nếu mình vui theo cái việc tốt của người khác mình có phước. Cho nên á, thí dụ thôi, lỡ mình không có khả năng giúp ai bằng công sức hoặc bằng tiền của, không có sao, cứ tùy hỷ theo việc làm của người khác, đừng có ganh tị gì hết. Cái gì đó chị bạn đó, chị nói hồi nãy em đi tới cái chỗ đó thấy người ta đang kêu gọi cháy rừng mà mình giúp cho người ta chút tiền, ồ thôi chị mừng với em, tại vì chị không nghe được chuyện đó. Mà lúc này chị cũng kẹt lắm, hay anh cũng kẹt lắm, không có giúp được. Nhưng mà thôi tùy hỷ đó, phước của mình bằng nhau. Mà mình sống bằng cái tâm hoan hỷ như vậy, người ta làm việc thiện người ta khoe với mình. Nhưng mà nếu mình khởi cái tâm ganh tị, từ đó về sau người ta làm việc thiện không dám nói cho mình nghe. Tại nói mình nghe đó, mình hay nói tới nó lui chê trách rồi, người ta không dám nói. Có những trường hợp nó như vậy. Cho nên á, đại chúng nhớ là ngũ giả tùy hỷ công đức, và đó là một trong 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện thứ 5, con nguyện sẽ vui vẻ theo những cái việc làm của người khác. Thay vì chúng ta vui theo cái sai của người, thì bây giờ chúng ta làm ngược lại là vui theo cái hay, cái tốt của người. Kính bạch thầy, cho con hỏi, giữa hai chị em họ, người chị luôn ganh tị và khi nào một mình cần thì muốn chơi với người em, còn người em thì luôn thua thiệt, không biết giận. Có người thì nói người em khờ, có người thì nói đó là phước báo của người em. Vậy thì người em là khờ hay phước? Chuyện của hai người mà hỏi mình, hóa ra mình thành kẻ thứ ba. Chuyện tình của hai người. Thật ra đại chúng nhớ vậy nè, Pháp Hòa không có nhớ là bài thơ của một vị thi sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam mình. Nhưng mà mình nhớ là trong khi mình ở đời có nhiều khi mình nghĩ mình thua, mình khờ, nhưng mà thật sự mình không có khờ. Tại vì nếu mình thông minh mà mình lấn lướt người khác, mình ức hiếp người khác, mình lương gạt người khác thì cho là thông minh. Nhưng mà thông minh này thật là thông minh của các người khờ. Vì sao? Vì mình chỉ biết thấy cái lợi trước mắt mà quên cái quả về sau. Còn nếu như cái người người ta khờ mà người ta nhường á, thì thấy như họ khờ nhưng mà thật sự là họ thông minh, là vì họ biết tích cái phước của người sau. Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe, mình lái xe rồi mình bóp còi để cho người ta hoảng hốt, người ta tấp vô đường, cái mình lách người ta, cái mình qua, nó thấy không? Thấy thông minh không? Ví dụ vậy đó, thì mình thông minh đó, nhưng mà mình đâu biết rằng cái thông minh đó là của một cái người không được dễ thương. Không chừng con mình nó ngồi phía sau và nó thấy được cái cách sống đó. Một là nó sẽ đánh giá ba nó, hai là nó học theo cách đó. Rồi rốt cuộc con mình nó sống theo cách đó thì lớn lên mình rầy nó: mày không có giống tao chút nào hết. Nó dạ di truyền.
quý vị hiểu không? Thành thử ra trong kinh Pháp Cú có câu nè: người ngu nghĩ, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu mà biết mình ngu thì làm sao? Mở lòng học. Còn người trí mà tự cho mình trí thì người này dại. Tại vì thật sự trên đời này mình trí hơn ai? Vì cao nhân tất hữu cao nhân trị. Mình giỏi, mình là một cao nhân, sẽ có cao nhân hơn, thấy không? Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Người giỏi có người giỏi hơn. Như vậy cái trí mình bao nhiêu mà mình cho mình là người trí, mà chính cho là người trí, cho nên mở, không mở lòng học nữa, rốt cuộc trí của mình bao nhiêu? Năng nhiều đó thôi, phải không? Giống như là mình là một cái cây, mà nếu mình đem trồng ngoài đất thì rễ mình sẽ được vươn ra và mình trở thành một cái cây to lớn. Còn nếu mình bó mình trong một cái thùng, một cái chậu, thì mình cũng lớn vậy, nhưng mà lớn eo uột của một cái cây nằm trong chậu. Như vậy thì ở đây mình không xác định, mình không trả lời. Tuy nhiên quý vị cứ tự kiểm lấy. Thí dụ mình nhường cho chị mình, suy nghĩ đơn giản thôi, nhường ai đây? Chị mình chứ ai. Rồi cái gì nữa? Mình nhường mà đâu có mất mát gì đâu. Biết bao nhiêu thứ để chúng ta suy nghĩ, để rồi chúng ta sống làm sao mỗi ngày có hai việc làm: sáng thì mở mắt, tối nhắm mắt. Mở mắt để nhìn người và nhắm mắt để nhìn mình. Nhắm lại mà không có những cái viễn cảnh khổ đau mà hồi sáng giờ mình làm với người khác. Đôi khi nó đi vào trong tâm thức của mình, những cơn ác mộng nó trở về trong giấc ngủ. Mình ngủ mà mình hét, mình la là vì mình sống trong tranh đấu, sống trong hận thù. Cho nên thật ra ông bà mình có rất nhiều cái dạy hay. Thí dụ nè: được phần người thì phần ta phải thiệt. Thí dụ bây giờ mình có hai cái bánh, hay một cái bánh mình nhường cho người ta ăn, thì người ta được cái bánh thì mình sao? Mình thiệt. Nhưng mà cái thiệt này mình vui lắm, là tại vì mình biết mình đã sống được bằng cái tâm chia sẻ. Người đời người ta suy nghĩ vậy nè: cho hết lấy gì ăn, cho nên ta đâu có cho ai. Còn người suy nghĩ xa hơn là ăn hết lấy gì cho. Cũng là cái câu đó. Nhưng người biết nghĩ thì sao? Cho mình ăn hết thì lấy gì mình cho. Còn người mà nghĩ sống cho riêng mình thì sao? Cho hết lấy gì ăn. Phải không? Cho nên thưa đại chúng là không có vấn đề gọi là thua thiệt gì trong đây cả. Nhiều khi mình hơn cả vạn người nhưng mình vẫn thua với chính mình. Mình thua cái gì? Thua cái tâm tham của mình, thua cái tâm ganh tị của mình. Cho nên Đức Phật dạy: chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt. Chỉ khi nào mình chiến thắng được tự bản thân mình, đó là chiến công oanh liệt nhất. Tại vì con người mình khó thắng tới mình lắm. Cho nên có vị đi chơi, chơi bài, cái vị đó mới nói với bà: dạ thưa thầy, thật ra đánh bài không có thua, nhưng mà tụi con cuối cùng chỉ thua cho cái con ma tham của mình thôi. Con đem vô 50, con ăn 500, mà nếu con ra là con ok rồi. Nhưng mà khi mình thấy mình được ăn được 500 thì bắt đầu làm sao? Muốn ở chơi tiếp. Mà ở hồi đó từ cái muốn thêm 500 nữa mà rốt cuộc không có đồng nào, rồi thủng túi, rồi cháy túi, rồi mượn tiền túi. Cuối cùng là mình nhổ ra chân lý là gì? Tụi con không bao giờ thua, chỉ thua cho một đó thôi. Thua chính cái tâm tham của mình. Cho nên mình sống được cái nhẹ nhàng đó là phước của mình. Tại vì người ta không có khả năng nhịn mà mình có khả năng nhịn là phước của mình. Người ta không có biết nhường mà mình có được mình nhường là phước của mình. Cho nên là được phần người thì phần ta phải thiệt. Còn cuộc sống này hơn thua chi với chính mình. Đời vui hay thật, tâm mình sáng soi. Giữa mình với nhau không mà. Nói ra cuối cùng mình thắng ai?
thắng huynh đệ mình hơn người thân của mình không chứ ai đâu. Còn nói rộng là giữa con người với con người. Mà chân lý là mình sống bao lâu, mình sống bao lâu mà hững hờ đó. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật dạy mình tiêu cực, nhưng mà dạy mình biết sống tích cực, sống mà biết nhìn rộng, nhìn khắp. Cho nên cái bài kệ buổi sáng thức dậy nè, nếu chữ Hán á, thùy miên thị ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Ngủ nghỉ vừa dậy, lúc mình ngủ là mình mê, phải không? Nhưng mà lúc mình thức thì mình tỉnh. Cho nên ngủ nghỉ, lấy cái hình ảnh ngủ và thức để làm cái biểu tượng của kẻ mê người tỉnh. Ngủ nghỉ mới dậy thì cái chuyện đầu tiên là nguyện cho chúng sanh có được cặp mắt nhìn khắp mọi nơi, gọi là nhất thiết trí giác. Có cặp mắt nhìn biết tất cả để làm gì? Để soi thấu thương xót. Bài lấy cái ý đó, lấy cái ý của chữ Hán đó viết thành bài kệ tiếng Việt. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi đó là mới toanh đó, brand new á. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ đại chúng đọc Pháp Hòa theo Pháp Hòa bài kệ đó ha. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, xin nguyện sống trọn vẹn. Mắt thương nhìn cuộc đời, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình nhìn tất cả rồi, mình sống trọn vẹn với tâm tư của mình rồi. Cho nên sao? Đi hay ở trong lúc này không quan trọng với mình nữa, tại vì mình sống hết tâm tư của mình. Thì cái này trong kinh gọi là thành Phật đạo. Mình hay nguyện cuối bài đó, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vậy thì chữ thành Phật đạo là thành cái gì? Thành trọn vẹn cái bổn phận sống của mỗi người chúng ta. Mình có đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm anh, làm chị, làm bà, vân vân. Cứ có bổn phận nào thì sống trọn với bổn phận đó, thì mình có đi cũng không có gì hối hận, vì mình sống trọn vẹn cái tâm tư của mình. Câu hỏi cuối cùng ha. Thưa thầy, mấy lần cúng thất cho mẹ con, sư cô hay đọc lộn họ của mẹ con. Vậy con thắc mắc, mẹ con có được siêu độ không ạ? Xin thầy cho con sự giải thích. Vậy cái lúc sư cô đọc lộn không hỏi liền con mẹ đi đâu? Bây giờ mà hỏi biết mẹ đi tuốt luốt rồi. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin nhắc lại chữ siêu với chữ an. Khi mình đến chùa mình xin nhờ thầy cầu siêu là vì mình quy định cầu siêu là cầu cho người chết, cầu an là cầu cho người sống. Như vậy tại sao mình không an? Tại vì mình có vấn đề. Một là bệnh thân, hai là bệnh tâm, cho nên mình bất an. Mình mới lên chùa mình xin cầu an. Rồi như vậy thì cái gì làm cho mình không siêu? Phiền não nó làm mình không siêu. Bây giờ bỏ đi được cái phiền não thì mình sao? Siêu. Như vậy cầu an với cầu siêu là một hay hai? Một thôi. Tâm mình siêu vượt phiền não, lòng mình liền an. Bây giờ sư cô có đọc nhầm là tại vì cổ đọc nhầm chứ đâu phải cố ý nhầm. Mà lỡ trển cổ đọc nhầm dưới này mình nói dạ không, mẹ con họ đó đó. Có cái ông thầy đó, ông đi tụng kinh mà ổng đem cuốn kinh theo rồi ổng quên. Rồi ổng tới nơi ổng mới cầm cái bút mực tàu, mà có cái mực tàu đó, ổng hỏi bà vợ chứ ông chồng bà tên gì. Thì ông bà vợ mới nói dạ chồng của con tên là Trần Văn Tròn. Ông mới lấy cái bút mực ông viết Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Nhưng khi ông cúng ông đọc nhầm là Trần Văn Gáo. Thì cái bà dưới này bà mới quỳ, bà nói dạ thưa thầy, chồng con là Trần Văn Tròn không phải Trần Văn Gáo.
ổng nói thằng nào nó chơi nó gắn cái cán giáo vô đây. Tại vì cái lúc giả mực tàu đó, nó động mực nó chảy dài xuống vậy nè, nó chảy dài xuống vậy nè thì nó thành ra cái gáo. Hồi nhỏ ở miền Tây á, đặt tên cho con mình là tên Loan, nhưng đâu có bao giờ đọc Loan đâu, Lon Lon. Thế thì gái con mình lên thành phố, lên thành phố, bác muốn kiếm ai? Dạ tôi kiếm con tôi tên Lon. Ở đây không ai tên Lon mà tên Loan. Dạ không, hai người đứng ngồi cãi gì Loan hay Lon. Quý vị hiểu ý không? Rồi á, người miền Nam đâu, nếu mình phát âm đúng là Huệ, thí dụ như Trí Huệ hay Hoa Huệ, nhưng người miền Nam đâu có nói vậy, Hoa Huệ. Rồi nếu mà bữa nào mà gặp vợ tên Huệ mà chồng tên Kiệt, kêu Kiệt Huệ. Chữ nghĩa thôi mà. Cho nên trong cuộc sống á, hễ mình cảm thì nó thông, mình cảm là nó thông, mà mình thông là nó cảm, mình thông thì nó cảm được hết thôi. Cho nên tại sao mình đọc cái chỗ là cảm ứng đạo giao nan tư nghị, cái câu quý vị hay đọc đó, cái chỗ cảm ứng của đạo đó không có thể nào lấy ngôn ngữ bình thường mà tư duy mà nói được. Cảm ứng đạo giao, đạo giao tức là mình với đạo giao với nhau, nan tư nghị, không thể lấy cái bình thường. Bây giờ ở trên nó có đọc nhầm, đọc lộn gì cũng sao hết á. Cái quan trọng ở dưới này, mình vẫn khởi tâm tên họ của người thân mình. Đây là Pháp Hòa nói, nếu quý vị ngại sợ không biết có trúng không á, thì lúc đó mình, thí dụ như sư cô lỡ quẹo lộn, mình ở dưới này mình quẹo dưới này đi. Quý vị có bao giờ thấy tụng kinh không? Cái người đó tụng trật, nhưng mà ở dưới này ta biết tụng trúng, người ta làm sao? Ta tụng lại để cho đưa cái người đó right track trở lại. Cho nên trong cái đời sống của chúng ta, ngay cả cái thời tụng kinh, chúng ta sẽ hiểu được mình có siêu thoát hay không ngay cái chỗ đó. Xin thưa đại chúng, thí dụ thôi ha, thầy cô nào mà có đọc trúng 100%, cái đó bất quá an tâm người thí chủ thôi. Còn siêu được hay không là do nghiệp lực của mỗi người, đâu phải thầy tụng trúng vậy cái mình siêu đâu. Yên tâm chuyện này, quan trọng là mình tạo phước hồi hướng cho người thân, và chính mình đời sống hàng ngày cũng chính tạo phước cho mình. Lỡ người ta có gửi trật địa chỉ đi nữa, bất quá nó ghi wrong address, nó return bưu điện rồi cũng tìm ra đúng địa chỉ mình gửi trở lại cho mình, của mình thì nhất định nó trở lại của mình, còn không back to the sender. Có mất mát đâu, không có mất gì. Quý vị thấy bưu điện không? Mình gửi trật cái zip code mà những cái khác nó trúng hết, nó có khi nó vẫn tới, còn kẹt nữa không biết, đi lại sender, không có ai lấy cái gì của mình hết. Nhưng mà quan trọng là mình có được cái phước lành đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất rõ nha, người thân làm phước cho mình trong 7 phần, người thân hưởng hết 6 rồi, người mất hưởng có 1 à. Nhưng mà với điều kiện là cái 1 đó, người đó cũng phải có đủ phước để hưởng cái 1 nữa, chứ không phải 1 mà được hưởng đâu. Ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử, thì cái ông này á, khi mà mẹ ông có thai á, từ khi mẹ ông có thai ông thì cả làng đã chết đói, người đói người thất nghiệp, thì người ta phát hiện rằng cái đứa nhỏ này nó xui xẻo quá, mới đuổi hai mẹ con đó ra khỏi cái làng đó. Thì người mẹ sanh cái người này ra, đi tới đâu xin ăn rất là khó khăn. Cuối cùng gặp ngài Xá Lợi Phất,
Nghe là Xá Lợi Phất thấy được cái nghiệp lực của ông này, phước đức nó mong manh quá đi. Ngài dẫn về chùa cho tu. Mà quý vị biết, đi trong cái nhóm đi khất thực, người ta cúng hết cho các vị, đến cái vị thầy này có hết đồ ăn. Mà cứ nhiều lần như vậy, vị này từ đói tới đói. Và nếu có sống được là nhờ huynh đệ về chia chác, chứ bản thân ông không hề, rất ít khi mà được miếng thức ăn đích thân người ta cúng trong cái bát của ông. Đến khi mà ông này sắp mất, Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ rằng người đệ tử này tội nghiệp, cả đời nó không có được no. Thôi bây giờ nó sắp mất rồi, mình mang thức ăn đến cho người đệ tử này một lần trong đời để được no bụng mà chết. Cơm vừa đưa tới, tắt thở chết, vẫn không hưởng được cái chén cơm đó. Câu câu chuyện đó, người ta chỉ muốn nói là người nào nghiệp nấy. Cuối cùng á, nhân cái câu này chúng ta hiểu được tất cả mọi người xung quanh mình ai cũng có phước riêng và nghiệp riêng. Mình lấy cái nghiệp của mình mà châm chích cái phước người khác cũng không nên. Trời ơi, người đó vậy, bất quá được vậy thôi, đó là phước người ta, mà mình lại lấy cái nghiệp thiếu thốn của mình mà nhìn phước người ta là mình sai. Còn ngược lại, nếu mình lấy cái phước của mình mà để chê bai người thiếu phước, nghiệp của người ta mình cũng không trúng. Cũng giống như ví dụ mình giỏi mà mình đi chỉ trích người dở thì mình đâu có thật giỏi. Người giỏi thì phải biết thương người dở chứ. Còn nếu người dở mà đi chỉ trích người giỏi thì lại gan trật, không biết mà cứ nói chuyện của người biết, phải không? Cho nên không nên. Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc á, nếu mình có ăn chay trường được cũng đừng chê người ăn chay kỳ, hoặc là thậm chí người không ăn chay được. Ai chưa ăn được, mình nếu người biết ăn chay mà mình có lòng từ bi, mình thương người ta, tìm cách khuyến khích người ta. Người đó không ăn chay được phải không? Mình tìm cách nấu ngon, và thậm chí dẫn dắt người ta từng bước ăn nửa ngày, ăn một buổi, rồi ăn nửa ngày, rồi dần dần ăn tới một ngày. Mình ăn chay trường được mà mình chê cái người không ăn chay là mình sai. Bây giờ mình là cái người trí mà đi nói, đi chê trách cái người khờ thì mình trí có đó đâu. Người trí là phải biết thương người khờ. Mà khờ mà không biết cái câu chuyện của người trí mà đi luận bàn người trí lại cũng không đúng. Vì vậy mà người xưa mới dạy mình sao? Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh nó sâu lắm. Đừng lấy cái tâm phàm của mình ra mà trắc nghiệm cái trí tuệ của bậc thánh. Cho nên có những việc trong đời người ta làm không thấy biết rõ ràng, đừng nói. Nên nói những gì mình biết. Cho nên Khổng Tử dạy ha, người biết thì không nói, người nói thì không biết. Ủa sao kỳ vậy? Người biết mà không cho nói, mà người không biết lại nói. Vậy thì Ngài muốn dạy cái gì? Người biết mà không nói là người ta biết mà người ta không nói càng nói bừa. Người ta không nói không phải thời, không phải lúc. Mà người ta nói đúng lúc thì cái giá trị của lời nói này nó hay, phải không? Thí dụ đây, nửa đêm ta đang ngủ vậy, im phăng phắc vậy đó, cứ rù rì, hỏi làm gì? Tôi đang thuyết pháp. Thuyết pháp không sai, nhưng anh thuyết pháp không đúng giờ, vậy thì lời thuyết pháp này phi thời. Anh biết pháp nhưng mà anh không biết thời gian, trật. Cho nên trong 7 cái biết của một bài kinh Đức Phật dạy, có một bài kinh, kinh 7 cái biết, trong đó Phật dạy một cái biết gì? Biết nghĩa, biết pháp, biết thời. Anh phải biết thời nào, lúc nào nói. Cho nên Khổng Tử dạy người biết thì không nói. Người ta không có nói càng, nói bừa, nói không đúng đúc. Mà người biết thì không nói, là vậy đó. Còn người nói thì không biết. Tại vì anh nói mà anh không biết lúc nào nên nói, và nói cái gì, nói với ai. Cho nên á, chúng ta thuyết pháp không có sai, nhưng mà không đúng lúc thì gọi là phi thời. Chúng ta rầy con mình không có sai,
nhưng mà rầy trước mặt bạn bè nó không đúng lúc. Vợ chồng có muốn nói gì, khách có một nhà, không nên làm như vậy. Ai cũng có cái tự ái, cái giá trị của mỗi người. Chuyện gia đình lúc có khách không nên phô trương. Mà người có biết, có cẩn thận thì mình phải làm sao như thảo phú địa, giống như lấy cỏ mà phủ lên bùn. Khi nào xong rồi muốn giải quyết sao đó, dỡ bùn lên, quét bùn nó tùy mình. Nhưng mà lúc nào cần phải làm như vậy chúng ta nên làm. Cho nên ở trong cái đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo, chúng ta biết sống là quan trọng. Chúng ta biết nghĩa, biết pháp rồi, mà phải có một cái biết nữa là biết thời. Thời nào nói, thời nào không nói. Và thậm chí cũng cái âm điệu đó, nhưng mà nói khi nào để người khác lắng nghe mình. Xin thưa đại chúng, cũng giống như mình hát nhạc. Mình hát nhạc là tốt, chúng nó vui đó, giúp đỡ cho một cái buổi đó. Nhưng chúng ta phải biết nhạc nào hát ở đâu. Nhạc nào hát ở đâu. Thí dụ hôm nay lễ Phật đản, không lẽ mình đem những bài nhạc tình vô mình hát. Nghe thì không sao, nhưng nó chưa có phải chỗ, dù bài nhạc đó có hay. Cho nên mình được quyền hát nếu có một chương trình, nhưng chúng ta nên biết hát nhạc gì và hát ở đâu. Thí dụ như đám cưới, không lẽ mình đi vô hát cái bài mà Một Cõi Đi Về, phải không? Đám cưới người ta, mình vô mình hát Một Cõi Đi Về. Rồi không lẽ mình đi vô trong cái bài hát, mình hát những bài mà tình sầu đứt ruột, chia tay, tay ba, tay bốn gì, nó đâu đúng. Như vậy thì cũng là bản nhạc đó, nhưng mình phải biết hát ở đâu. Đời cũng thế, đạo cũng thế. Hết giờ rồi. Mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con rất biết ơn Thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con. Và một lần nữa xin cảm tạ đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình về đây từ sáng đến giờ để cho Pháp Hòa được cơ hội thăm sức khỏe, cũng như chia sẻ với quý vị trong buổi sáng, buổi chiều hôm nay. Trong khi sinh hoạt, nếu có gì sơ thất, mong đại chúng quan hỷ bỏ qua. A Di Đà Phật.